MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tin có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Đại Đạo Trận Pháp tập 40. Ẩn Lão Nhị tức giận đến hộc máu. Qua thời gian một chén trà nhỏ, mắt thấy Ẩn Lão Nhị sắp ngất đi, lúc này thần thức Mặc Họa mới khẽ động, tắt trận pháp trên thiết bản. Nhưng cho dù Ẩn Lão Nhị lung lay sắp đổ, nhưng cả người lộ ra một cỗ hung ác, liều chết một câu không nói. Mặc Họa nhíu mày. Hắn đã đánh giá cao tấm sắt của mình. Đau thì đau, nhưng vẫn thiếu một ít biến hóa, cần một ít bái thiện. Đồng thời hắn cũng ý thức được, chính mình có chút đánh giá thấp Ẩn Lão Nhị. Ẩn Lão Nhị này, đích thật là một kẻ hung ác. Truyền thừa ẩn nặc thuật này, thật sự quan trọng như vậy sao? Cho dù đau chết, hắn cũng không nói. Hoặc là, hắn cảm thấy mình bị bắt, sớm muộn gì cũng khó thoát khỏi cái chết, nói hay không cũng không quan trọng. Hoặc là, hắn đã trải qua huấn luyện gì, có bí mật không thể cho ai biết, cho nên một khi bị bắt, liền cắn chặt răng, tuyệt không mở miệng. Trong nháy mắt, Mặc Họa suy nghĩ nhao nhao. Nhưng những chuyện khác, hắn đều không quan tâm, thứ hắn quan tâm nhất, vẫn là tiểu ngũ hành thuật che giấu tung tích. Con vịt đến miệng, tuyệt đối không thể bay. Ẩn Lão Nhị không nói, vậy tự mình tìm. Truyền thừa chân quý như vậy, Ẩn Lão Nhị tuyệt đối không thể không mang theo bên người. Tựa như những truyền thừa kia của mình, đều giấu ở trong nhẫn không gian sư phụ cho mình, trên người Ẩn Lão Nhị này, khẳng định cũng có địa phương tàng truyền thừa. Mặc Họa lại nghĩ tới truyền thư lệnh. Khối truyền thư lệnh của Kền Kền, lúc ấy mình cũng không tìm ra, vẫn bị Đạo Đình Ti tìm ra. Mặc Họa có chút không phục. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, nghĩ đến hắn diễn toán thiên địa linh khí, cảm giác được nhân quả khí cơ. Tính toán. Ánh mắt Mặc Họa ngưng tụ, trong con người hiện ra màu nền đen nhánh, sau đó trên cơ sở này, có từng tia thiên cơ hoa văn sinh thành. Ẩn Lão Nhị ngẩn ra, bị Mặc Họa nhìn thấy toàn thân run rẩy. Hắn luôn cảm thấy, bí ẩn của mình, tựa hồ bị đôi mắt quỷ dị thâm thúy kia của Mặc Họa, xuyên, rồi. Sau một lát, thần sắc Mặc Họa vui vẻ, lấy ra thiên quân bổng, đưa cho Âu Dương Phong, chỉ vào Ẩn Lão Nhị nói, Phong sư huynh, giúp ta đánh nát răng của hắn. Âu Dương Phong ngẩn ra. Răng. Mặc Họa gật đầu. Âu Dương Phong trù trừ một chút, vẫn làm theo ý của Mặc Họa. Trong thần sắc hoảng sợ của Ẩn Lão Nhị, Âu Dương Phong vận khởi linh lực, tụ thành kinh lực, một gậy đánh xuống, liền đánh nát răng của Ẩn Lão Nhị. Máu tươi chảy ra, Ẩn Lão Nhị răng vung vãi đầy đất. Mặc Họa thoáng phân biệt một chút, từ trong lấy ra một viên, trên mặt cười tủm tỉm. Cái răng này, là một túi chữ vật. Túi chữ vật rất nhỏ, không gian bên trong lớn chừng bàn tay, chỉ có thể đặt một cái ngọc giản. Mặc Họa lấy ngọc giản ra, quơ quơ trước mặt Ẩn Lão Nhị. Ẩn Lão Nhị trừng to mắt, khó có thể tin. Mặc Họa cười tủm tỉm nói. Thuật ẩn nấp của ngươi rất tốt, nhưng bây giờ nó là của ta. Dùng hàm răng làm túi chữ vật, niêm phong ngọc giản truyền thừa. Ẩn Lão Nhị này, thật sự âm hiểm giảo hoạt. Mấy người Mộ Dung Thải Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bọn họ lại nhìn về phía Mặc Họa, càng thêm khiếp sợ. Tiểu sư đệ này của bọn hắn, làm sao cảm giác còn giảo hoạt hơn cả Ẩn Lão Nhị. Ngay cả ngọc giản giấu ở trong hàm răng người khác cũng có thể phát hiện, còn đánh nát răng, tìm ra ngọc giản. Ẩn Lão Nhị vẻ mặt kinh hoàng, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vị trí của ngọc giản này, hắn giấu kín đến cực điểm, hơn 100 năm qua, trừ mình ra, chưa từng có người nào biết. Tên tiểu quỷ này, đến cùng là làm sao, nhìn, ra. Nhưng nhìn Mặc Họa, cười híp mắt nắm ngọc giản, vẻ mặt vui vẻ, Ẩn Lão Nhị lại sinh lòng oán độc, hắn cười lạnh nói. Tiểu quỷ, đừng, cao hứng quá sớm. Hắn rơi một hàm răng, nói chuyện có chút hở. Đây là ngọc giản truyền thừa, có thêm phong văn. Không biết phong văn, không giải được phong ấn, người vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được, bên trong. Pháp quyết tiểu ngũ hành nặc tung thuật. Ngọc giản phong văn, trên đời này, chỉ có truyền nhân ngũ ẩn môn ta biết. Ẩn Lão Nhị lộ ra nụ cười đắc ý. Âu Dương Phong nhíu mày, dùng kiếm chỉ vào hắn, giao phong văn ra đây, ngươi có thể không chịu khổ. Ẩn Lão Nhị phun ra một búng máu, ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ nỗi khổ ra thịt, lão tử không để ý. Âu Dương Phong nhíu mày, ngươi muốn gì? Còn có thể muốn cái gì? Trong mắt Ẩn Lão Nhị lộ ra hàn quang gian xảo, tự nhiên là cái mạng này của ta. Ta giao ra phong văn, các ngươi thả ta đi. Ẩn Lão Nhị cười dữ tợn nói.
Âu Dương Phong lắc đầu, ngươi đừng nằm mơ. Vậy thì thôi. Ẩn lão nhị cười nhạo, các ngươi giết ta, Ngọc Giản này coi như phế bỏ. Mộ Dung Thải Vân nhíu mày, quay đầu lại liếc nhìn Mạc Hỏa. Thấy Mạc Hỏa toàn tâm toàn ý, mân mê lấy mai Ngọc Giản kia, thần sắc thập phần chuyên chú, một bộ rất muốn biết, bộ dáng pháp quyết ẩn nấp trong Ngọc Giản. Nàng có chút mềm lòng, suy nghĩ một chút liền thanh âm hơi trầm xuống, uy hiếp ẩn lão nhị nói. Gia phong Ngọc Giản, cũng không phải không có trận sư có thể giải. Không sai. Ẩn lão nhị cười lạnh, là có trận sư có thể giải. Nhưng trận sư tinh thông trận pháp nguyên từ, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể lợi dụng trận pháp nguyên từ trận, trận sư giải phong văn, càng là phượng mao lân giác. Xây dựng nguyên từ trận, thì ra phong văn cùng mật văn, cùng phá giải nguyên từ trận, giải phong giải mật, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Có thể vẽ chưa chắc có thể giải. Cho dù có thể giải, thời gian của trận sư bậc này quý giá cỡ nào, thần thức càng phải tính toán tỉ mỉ, sẽ vì một môn truyền thừa trúc cơ kỳ hiếm thấy mà ra tay sao. Vẻ mặt Mộ Dung Thải Vân rất ngưng trọng. Những người khác cũng có chút do dự. Bọn họ đích xác muốn thay Mạc Hỏa, hỏi ra pháp quyết tiểu ngũ hành nặc tung thuật, nhưng yêu cầu của ẩn lão nhị lại không có khả năng đáp ứng. Ẩn lão nhị làm nhiều việc ác, cho dù không vì công huân, cũng không có khả năng thả hắn chạy, loại sự tình thả hổ về rừng này là tuyệt không thể làm. Nếu mời những trận sư có thâm niên khác giải phong Ngọc Giản, cái giá phải trả quá lớn, thậm chí còn cao hơn nhiều so với nhiệm vụ lần này, cái được không bù nổi cái mất. Ẩn lão nhị thấy mọi người có chút dao động, lại nhếch miệng cười nói. Huống chi, giải phong cũng không an toàn như vậy, vạn nhất giải sai, hủy hoại từ văn bên trong, vậy Ngọc Giản này, liền phế bỏ. Sau này muốn có được tông truyền thừa ngũ ẩn môn là không thể nào. Ánh mắt Âu Dương Phong như kiếm, hừ một tiếng. Nói bậy bạ gì đó, truyền thừa chính thống ở ngũ ẩn môn vẫn còn, truyền thừa vẫn còn, ngươi chỉ là nhiệt đồ ngũ ẩn môn thôi. Ẩn lão nhị bỗng nhiên cười điên cuồng, thanh âm vặn vẹo. Ngũ ẩn môn còn ở đây. Ha ha, ngũ ẩn môn còn ở đây. Không còn, đã không còn. Ẩn lão nhị cười đỏ lòm, Ngọc Giản này là truyền thừa cuối cùng, ngũ ẩn môn cũng bị xóa tên. Mấy người Mộ Dung Thải Vân nhìn nhau, lông mày nhíu chặt hơn. Ẩn lão nhị, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nói si thoại gì vậy? Ẩn lão nhị tươi cười, ý vị dư tận mà thâm trường, các ngươi có tin hay không ta chỉ nói với các ngươi, đây đại khái là thứ các ngươi có khả năng nhìn thấy, một cái Ngọc Giản ngũ ẩn môn duy nhất, nếu là giải sai, hỏng từ văn, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ. Ẩn lão nhị còn chưa dứt lời, liền nghe một thanh âm thanh thúy nói. Được rồi. Mọi người sửng sốt, quay đầu lại, chỉ thấy Mạc Hỏa dán Ngọc Giản lên trán. Mặt mày hớn hở, say sưa nhìn cái gì đó. Đám người Mộ Dung Thải Vân há to miệng, khuôn mặt kinh ngạc. Được rồi. Giải khai phong văn rồi hả? Không thể nào. Thần sắc ẩn lão nhị trong nháy mắt đột nhiên thay đổi, hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ, sau đó tinh tế suy nghĩ, nổi giận nói. Đúng, không thể nào. Tiểu quỷ vô sỉ, giả vờ giả vịt, đừng hòng lừa gạt ta. Ngọc Giản phong văn của ngũ ẩn môn ta, ngươi nói giải là có thể giải được. Mạc Hỏa thấy hắn không tin, suy nghĩ một chút, liền dựa theo Ngọc Giản đọc. Tiểu ngũ hành nặc tung thuật, tuyệt học ngũ ẩn môn, không được truyền ra ngoài. Cảm giác ngũ hành, hòa vào thiên địa, che giấu bản thân. Tiểu ẩn ẩn tại nhất diệp chi nhãn, đại ẩn vu thiên địa ngũ hành. Kỳ nghĩa tinh thâm, kỳ dụng uyên bác. Có thể công, có thể thủ, có thể sống, có thể giết, có thể ẩn nấp, có thể hữu hình thấy vô hình. Người tu đạo, không lấn phòng tối. Mà người ẩn nấp, nấp trong bóng tối, cũng không thể ỷ vào pháp luật làm ác, dò ngó riêng tư của người khác, mưu tính mạng người, hái hoa hành đạo, khinh thường đồng đạo, khiến tông môn hổ thẹn. Người vi phạm pháp thuật này, phế pháp thuật, trục xuất tông môn. Mạc Hỏa mỗi niệm một câu, sắc mặt ẩn lão nhị liền trắng một phần. Đợi Mạc Hỏa đọc xong, mặt hắn đã trắng như tờ giấy, không có một chút huyết sắc nào, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, cái này, làm sao có thể? Mạc Hỏa lại thở dài, ngươi vi phạm tổ huấn của ngũ ẩn môn. Tinh thông thuật che giấu hành tung của tiểu ngũ hành, lại chuyên môn dùng để ẩn nấp đánh lén giết người, còn phá bụng moi ruột, thủ pháp tàn nhẫn. Cái gì khác, nhìn lén việc riêng tư của người khác, hái hoa hành đạo, đoán chừng cũng làm không ít. Người vừa có cơ hội, liền muốn làm ác. Không phải tất cả mọi người đều giống như mình, tâm tư thiện lương, đạo tâm kiên định. Mạc Hỏa gật đầu. Tiểu ngũ hành thuật che giấu tung tích tới tay, ẩn lão nhị đã vô dụng.
Ẩn lão nhị này là một lão tội tu, tâm tính ác độc, thủ đoạn giảo hoạt tàn nhẫn, hơn nữa miệng còn rất cứng. Hắn sẽ không nói gì cả, ngươi chỉ có thể tự cậy miệng hắn, đạt được thứ ngươi muốn. Hiện tại điều Mặc Họa muốn, đều đã tới tay. Sau đó chỉ cần giao Ẩn lão nhị vào trong tay Đạo Đình Ti, đổi lấy điểm công huân, mọi sự thuận lợi. Ngươi đi Đạo Đình Ti, ăn cơm chặt đầu đi. Mặc Họa từ trên cao nhìn xuống, nói với Ẩn lão nhị đang quỳ trên mặt đất. Ẩn lão nhị vẫn hung tợn nhìn Mặc Họa, tựa hồ muốn đem Mặc Họa vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, thành quỷ cũng không buông tha Mặc Họa. Mặc Họa không sợ hắn. Nếu hắn là quỷ, mình càng không sợ. Bất quá thấy Ẩn lão nhị vẻ mặt ác độc nhìn mình, Mặc Họa cũng không có rộng lượng như vậy. Dưới đề nghị thiện ý của Mặc Họa, hai cánh tay của Ẩn lão nhị lại bị đánh gãy, gân tay phải cũng bị cắt, kinh mạch cũng bị phế. Cứ như vậy, hắn cũng không thể trở mình ra khỏi sóng gió. Âu Dương Phong nắm chặt cổ áo của Ẩn lão nhị, kéo hắn một đường rời khỏi Thương Lãng Sơn, đi qua Sơn Đạo La Bàn, dẫn tới Đạo Đình Ti ở châu giới Càn Học. Đạo Đình Ti bên kia, giao tiếp tương đối thuận lợi. Tay gãy chân gãy, răng cửa cũng không còn, Ẩn lão nhị, tàn tật, bình thường, bị lâm thời đánh vào đạo ngục, sau khi trải qua hội thẩm Đình Ti, định tội xử lý. Mọi người có thể trở về tông, chờ sau khi kết toán nhiệm vụ, phát công huân. Mặc Họa còn muốn gặp Cố Điển Ti, nhưng nhìn trái ngó phải, nhìn một vòng, không thấy bóng dáng của Cố Trường Hoài, dáng vẻ cao lớn phóng khoáng, có chút tự phụ, còn có cả mấy kẻ xấu xa. Mặc Họa hỏi chấp ti, kinh chấp ti báo cho biết, thế mới biết, Cố Trường Hoài đi chấp hành nhiệm vụ, tạm thời không ở Đạo Đình Ti. Hắn là tam phẩm điển ti, ngày bình thường vẫn rất bận rộn. Mặc Họa có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn thương lượng chút chuyện với Cố Thúc Thúc. Xong chuyện nơi đây, mọi người liền phải về tông. Lúc về tông, Mộ Dung Thải Vân vẫn thuê một chiếc xe ngựa, trong xe có trái cây ngọt ngào, còn có trà thơm ngát. Tâm tình của mọi người đều rất nhẹ nhàng. Chuyến này, vốn cho là phải tốn thời gian rất lâu, muốn phí rất nhiều công phu, cũng khó tránh khỏi sẽ trải qua chút ít hung hiểm. Nhưng không ngờ, tất cả thuận lợi ngoài dự liệu. Không ai bị thương, thời gian trì hoãn cũng không nhiều, hơn nữa chỉ mất một ngày đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về tông môn rồi. Bởi vậy, bầu không khí trong xe liền tương đối nhàn nhã. Mộ Dung Thải Vân và Hoa Thiển Thiển uống trà hoa, cúi đầu dì tai, nói gì đó rất thân thiết, bàn tay nhỏ nhắn che miệng cười. Thượng Quan Húc lau trọng kiếm của mình. Hai tay Mặc Họa cầm một quả dưa lớn, vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa ngọt ngào gặm. Chỉ có Âu Dương Phong, dường như có tâm sự, ngẫu nhiên nhìn Mặc Họa, mấy lần muốn nói lại thôi. Ngay khi hắn đang bối rối, chỉ thấy trước mắt chẳng biết lúc nào, đột nhiên có thêm một linh quả đỏ rực, một giọng nói thanh thúy vang lên. Phong sư huynh, ăn trái cây. Âu Dương Phong ngẩn ra, không khỏi bật cười, nhận lấy trái cây từ trong tay Mặc Họa, ôn hòa nói. Cảm ơn. Mặc Họa gật gật đầu, lại gặm một miếng dưa, phồng má nói. Sư huynh, huynh muốn hỏi ta có chuyện gì không? Âu Dương Phong hơi kinh ngạc, trầm mặc một chút, thở dài. Chuyện này, thật ra có chút mạo phạm, nhưng ta vẫn muốn hỏi. Âu Dương Phong dừng một chút, trầm giọng nói. Mặc sư đệ, Đào Phong văn kia, ngươi giải ra như thế nào? Trong xe ngựa, yên tĩnh một lát. Thượng Quan Húc không lau kiếm nữa. Mộ Dung Thải Vân và Hoa Thiển Thiển cũng không xì xào bàn tán nữa, mà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Mặc Họa. Hiển nhiên bọn họ đều muốn biết chuyện giải phong, nhưng lại lo lắng loại sự tình này liên quan đến bí ẩn tu đạo, cho nên không tiện mở miệng. Mặc Họa thản nhiên nói, ta vận khí tốt, đoán được. Âu Dương Phong cắn một miếng linh quả, yên lặng nhìn Mặc Họa. Mấy người Mộ Dung Thải Vân cũng híp mắt, hiển nhiên không tin. Mặc Họa liền giải thích, ta nhớ ký một ít thứ lôi văn. Cũng chính là trận văn không khác biệt lắm với mật văn, lúc giải phong, liền thử vận khí, từng đạo đi thử. Vận khí tốt, liền có thể giải khai. Hắn có thể giải khai phong văn ngọc giản tiểu ngũ hành thuận nặc tung, hoàn toàn chính xác có một ít thành phần vận khí. Ẩn lão nhị là người trong danh sách tưởng lão đại. Mặc Họa liền tồn tại tâm tư vạn nhất, dùng ngọc giản thu thập, thứ lôi văn khố, đi thử từng cái, giải ẩn ngọc giản phong văn lão nhị. Đại khái thử khoảng 10 đạo. Liền giải khai. Đúng là tính là vận khí tốt, đoán được. Chỉ có điều trên vận khí, còn cần một ít lực tính toán thần thức khổng lồ, trận pháp tích lũy, chăn chắc cùng thực lực trận pháp quá cứng. Âu Dương Phong cũng không biết những thứ cao thâm này, hắn chỉ kinh ngạc nói. Ngươi học nguyên từ trận. Mặc Họa cũng không giấu giếm, gật đầu nói, học được một chút. Trong lòng Âu Dương Phong cảm thán.
Nguyên tử trận chân chính liên quan đến nguyên tử chi lý, muốn vẽ hai tầng trận văn, cùng loại với tiểu nguyên tử trận pháp thô thiển, là có cách biệt một trời một vực. Hắn vốn tưởng, mình đã đủ xem trọng trình độ trận pháp của Mặc Hỏa. Lại không nghĩ rằng, vẫn đánh giá thấp tiểu sư đệ này. Như vậy, Âu Dương Phong thấp giọng nói, ngươi sẽ giải phong. Mặc Hỏa nói, ta vừa học, không tính, cũng không phải tất cả đều có thể giải, hơn nữa xác suất lớn còn phải thử vận may. Mặc Hỏa tận lực khuếch đại thành phần, vận khí, che giấu thực lực của mình. Thử vận may, Âu Dương Phong thở phào nhẹ nhõm. Trách không được, hắn còn tưởng rằng, Mặc Hỏa thật sự có thể dựa vào tạo nghệ trận pháp của mình, ổn định đi giải phong trận văn. Vậy thì quá bất hợp lý rồi. Cũng quá nguy hiểm. Nếu là dựa vào, vận khí, giải, tất cả mọi người khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa. Mặc Hỏa đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở túi chữ vật ra, lấy ngọc giản tiểu ngũ hành nặc tung thuật ra, hỏi. Sư huynh, sư tỷ, môn thuật ẩn nấp này, các ngươi muốn sao chép một phần không? Ẩn lão nhị là mọi người cùng nhau bắt, công huân cùng nhau phân, pháp thuật giảng đạo lý, cũng nên chia một chút. Mấy người giận mình, sau đó đều lắc đầu. Âu Dương Phong nói, chúng ta không học thuật ẩn nấp, học cũng không có tác dụng gì, ngươi giữ lại đi. Mặc Hỏa thu hồi ngọc giản, lại hỏi, đúng rồi, ta đem pháp thuật nộp lên tông môn, có thể đổi công huân không? Mộ Dung Thải Vân hơi trầm tư, gật đầu nói, được, nhưng có chút phiền phức. Phiền toái. Mộ Dung Thải Vân nói, công pháp và pháp thuật của tông môn thật ra đã rất bề bộn, nếu ngươi nộp lên, các trưởng lão phải so sánh với pháp thuật đã có, sau đó mới có thể quyết định có muốn ghi chép hay không. Điều này cũng không có gì. Vấn đề là, rất nhiều pháp thuật là phải tránh né nặng với tông môn khác. Một ít pháp thuật, nếu như có quan hệ sâu xa với một ít tông môn khác, là không quá thích hợp, thu vào trong tàng thư các của Thái Hư Môn. Tùy tiện ghi chép, ngẫu nhiên sẽ dẫn tới một chút tranh chấp. Mặc dù chỉ cần ngươi nộp lên, chỉ cần không phải pháp thuật quá nát, lai lịch lại trong sạch, tông môn bao nhiêu, đều sẽ thưởng một chút công huân. Nhưng mà những công huân này, đại khái sẽ không nhiều. Nói tóm lại, tông môn vẫn hy vọng đệ tử thông qua làm nhiệm vụ treo thưởng, làm nhiệm vụ, đổi công huân, mà không phải nộp lên truyền thừa. Đúng đúng. Hoa Thiền Thiền nói thanh thúy, liên tục gật đầu, nói chuyện linh tinh cho Mặc Hỏa. Nghe nói tiểu khí môn, cũng chính là đoạn kim môn, đã từng náo ra loại sự tình này. Có một số đệ tử vì kiếm công huân, từ trong gia tộc mình trộm truyền thừa, nộp lên cho tông môn, đổi công huân. Đoạn kim môn ham muốn truyền thừa, liền yên lặng nhận lấy, còn không biết xấu hổ đem liệt vào đạo pháp tổ truyền đoạn kim môn. Về sau bị gia tộc khác tìm tới cửa, đoạn kim môn vì mặt mũi, chết không thừa nhận, hai phe bởi vậy phát sinh tranh chấp, để cho người ta xem rất nhiều trò cười. Từ nay về sau, tông môn thu truyền thừa, liền thu liếm rất nhiều, cho công huân, cũng ít đi không ít. Mộ Dung Thải Vân bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Hoa Thiền Thiền một cái, Thiền Thiền, đoạn kim môn lòng dạ hẹp hòi, ngươi bớt nói xấu bọn họ đi. Hoa Thiền Thiền cười hắc hắc. Mặc Hỏa khẽ gật đầu, lại nghĩ tới một vấn đề, hỏi. Mộ Dung sư tỷ, nếu... Mặc Hỏa trừng mắt nhìn, nhấn mạnh một chút. Ý tôi là, nếu... Ta trong lúc vô tình, vừa lúc đạt được truyền thừa của mấy môn pháp thuật, là tông môn khác ở Càn Châu, ta có thể học sao? Ánh mắt Mộ Dung Thải Vân tìm vị, nhẹ giọng hỏi, phẩm giai cao không? Mặc Hỏa lắc đầu, không cao, đều là cấp thấp, cấp thấp. Pháp thuật thượng thừa, cao giai, hắn cũng không dùng nổi. Vậy không sao cả, Mộ Dung Thải Vân nói. Bọn họ sẽ không tìm ta gây phiền phức sao? Mộ Dung Thải Vân lắc đầu nói. Trừ phi ngươi là, giết người đoạt bảo, có được, lai lịch bất chính, sợ gặp ánh sáng. Nếu không bình thường loại pháp thuật cấp thấp, hạ thừa, học một chút, dùng một chút, ảnh hưởng không lớn. Thấy Mặc Hỏa còn có chút không rõ, Mộ Dung Thải Vân lại giải thích. Pháp thuật cấp thấp, tu sĩ học nhiều, tu sĩ dùng cũng nhiều, hơn nữa lưu phái rất nhiều, mạch lạc phức tạp, rất nhiều lúc, lại cơ bản giống nhau, rất khó chứng minh, một môn pháp thuật nào, liền nhất định truyền thừa nhà ai. Cũng tỉ như hỏa cầu thuật loại vật này. Ngươi dùng thì hắn cũng dùng, bề ngoài chỉ là một quả cầu lửa. Dù khác biệt thì tu sĩ bình thường cũng không phân biệt được môn đạo trong này, muốn truy cứu cũng không thể nào truy cứu. Nhưng pháp thuật thượng thừa thì lại khác. Pháp thuật này đặc thù quá rõ ràng, ngươi dùng một chút, người khác có thể nhìn ra, muốn chống chế cũng chống chế không được. Cho nên, trong châu giới càn học này, phàm là pháp thuật hạ thừa, chỉ cần lai lịch trong sạch, ngươi học cũng không quan trọng.
Nhưng pháp thuật thượng thừa, chỉ cần không phải tông môn của mình, một khi đạt được, hoặc là nộp lên đạo đỉnh ti, hoặc là vật quy nguyên chủ, giao cho tông môn đối phương. Nếu không thì phiền toái rất lớn. Cảm ơn sư tỷ, Mặc Hòa nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Ý tứ chính là, pháp thuật hạ thừa, mình có thể tùy tiện vặt lông dê. Nhưng mà pháp thuật trung thượng thừa, nhất là pháp thuật thượng thừa, không thể tùy tiện học, tùy tiện dùng. Giống như là đoạn kim ngữ kiếm quyết. Nếu mình muốn học, nhất định phải cẩn thận. Hoặc là không tùy tiện dùng, lúc dùng, thì không thể để cho người nhìn thấy. Giống như Tưởng lão đại vậy. Hiểu được điểm ấy, Mặc Hòa liền yên tâm hơn nhiều. Xe ngựa trở lại Càn Học Châu Giới, Âu Dương Phong và Hoa Thiển Thiển từ biệt. Lúc Âu Dương Phong xuống xe, vẫn nhìn Mặc Hòa nhiều hơn một chút, dường như vẫn có tâm sự gì đó, nhưng không nói ra miệng. Hoa Thiển Thiển nhìn Mặc Hòa, sóng mắt dịu dàng. Nàng phát hiện tiểu sư đệ Mặc Hòa này, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần, có chút xấu bụng, thỉnh thoảng lại hung ác. Ngược lại càng khiến người ta thích. Sau đó ba người Mặc Hòa trở về Thái Hư Môn, Thượng Quan Húc có việc, cáo từ trước, Mặc Hòa liền cùng Mộ Dung sư tỷ cùng đi một hồi. Lúc ly biệt, Mộ Dung Thải Vân suy nghĩ một chút, lại dặn dò Mặc Hòa. Chuyện giải phong, không nên tùy tiện nhắc tới với người khác. Mặc Hòa gật đầu, sau đó nghi ngờ nói. Loại chuyện giải phong này, sẽ có kiêng kỵ gì sao? Trong lòng Mặc Hòa biết, nguyên tử trận khó học khó tinh thông, loại chuyện giải phong này, cũng có chút không tầm thường. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của hắn, nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không rõ ràng lắm. Mộ Dung Thải Vân thở dài, giải phong rất khó. Càn Học Châu Giới, tông môn nhiều như vậy, mà phần lớn truyền thừa tông môn, đều ghi chép trong ngọc giản lại dựa vào trận văn để ra phong. Chính bởi vì giải phong rất khó, cho nên ngọc giản truyền thừa, mới được ứng dụng rộng rãi, dùng để phong tồn pháp môn, cấu thành hàng rào truyền thừa. Nếu ai cũng giải phong, vậy Càn Học Châu Giới này, truyền thừa mênh mông, hơn phân nửa đều sẽ mất trộm. Cho nên, Mộ Dung Thải Vân điểm đến là dừng. Ý vị thâm trường nhìn Mặc Hòa một cái, bất luận ngươi là dựa vào bản lĩnh của mình để giải, hay là dựa vào vận khí để giải, cũng không nên tùy ý nói ra. Cho dù là dựa vào bản lĩnh để giải, cũng phải nói là dựa vào vận khí để giải. Mặc Hòa ngầm hiểu, cười tủm tỉm nói. Tạ ơn sư tỷ, ta nhớ kỹ rồi. Mộ Dung Thải Vân thấy thế, cũng cười ôn hòa. Sau khi hai người tách ra, Mặc Hòa trở lại đệ tử cư, liền bắt đầu khẩn cấp nghiên cứu môn này. Ngũ ẩn môn mật truyền, hòa vào ngũ hành, ẩn vào thiên địa tuyệt học tiểu ngũ hành nặc tung thuật. Môn nặc tung thuật này, so với ẩn nặc thuật của hắn bây giờ, hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Ẩn lão nhị tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng dù sao thần thức không mạnh, không cách nào phát huy hiệu quả ẩn nấp vô cùng nhuần nhuyễn. Huống chi, hắn vẫn dùng ẩn nấp để làm chuyện xấu, môn nặc tung thuật này ở trong tay hắn, càng là minh châu bị long đong. Mặc Hòa lấy ra ngọc giản, đang chuẩn bị nhìn kỹ một chút. Bỗng nhiên trong đầu, lại nghĩ tới ẩn lão nhị nói một ít. Lúc ấy ẩn lão nhị tươi cười đỏ lòm, nói ngũ ẩn môn. Đã không còn. Ngọc giản này là truyền thừa cuối cùng, ngũ ẩn môn cũng bị xóa tên. Mặc Hòa chậm rãi nhíu mày. Bởi vì kinh doanh không tốt, không thể không rời khỏi ngũ ẩn môn ở châu giới Càn Học, bị diệt môn. Rốt cuộc lời này là thật hay giả? Nếu như là ẩn lão nhị cố ý nói dối còn tốt. Nhưng nếu như là thật, vậy trong ngũ ẩn môn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ban đêm yên tĩnh, đệ tử ở giữa. Mặc Hòa suy nghĩ hỗn loạn. Vì sao ẩn lão nhị lại nói ngũ ẩn môn đã diệt môn? Vì sao lại diệt môn? Là ai ra tay sát thủ? Năm đó ngũ ẩn môn rời khỏi châu giới Càn Học, thật sự là bởi vì kinh doanh không tốt, không thu được đệ tử, hay là bởi vì có ẩn tình khác? Mặc Hòa nhíu mày, bỗng nhiên lại khẽ giật mình. Chuyện này hình như không có quan hệ gì với mình. Mình chỉ là tiểu đệ tử Thái Hư Môn, Càn Học Châu Giới, mình lại không quen, nhiều môn phái như vậy, mình cũng không tiếp xúc qua bao nhiêu. Ngũ ẩn môn mới nghe nói qua. Cho dù muốn nghe ngóng, cũng không biết nghe ngóng từ nơi nào. Hơn nữa mình rất bận rộn, vừa phải đi học, vừa phải làm nhiệm vụ, vừa phải tích lũy công huân, vừa phải tu luyện, vừa phải học trận pháp, còn phải học pháp thuật. Nào có thời gian rảnh, đi hỏi thăm loại chuyện này. Tiểu ngũ hành thuật che giấu tung tích tới tay là được, chuyện ngũ ẩn môn, cho dù là thật, hình như cũng không tới phiên một tu sĩ như mình quản. Mặc Hòa lắc đầu. Hắn lại lật nhật ký của Tưởng lão đại, phá vỡ mật văn, lật xem danh sách bên trong, trong lòng suy nghĩ một chuyện khác. Tưởng lão đại là phản đồ đoạn kim môn. Ẩn lão nhị là phản đồ ngũ ẩn môn.
Những người khác trong danh sách này, có phải đều là đệ tử phản bội của tông môn Càn Châu hay không? Danh sách này, là danh sách phản đồ. Mặc Hòa trầm tư một lát, càng xem càng cảm thấy giống. Nói như thế, những tội tu truyền thừa này, căn nguyên vẫn là tứ đại tông, bát đại môn, thập nhị lưu ở Càn Học Châu giới, cùng với bách môn thiên phái, trong những tông môn lớn nhỏ này. Lông dê xuất hiện trên thân dê. Nói là nhổ lông dê của tội tu, nhưng xét đến cùng, vẫn là nhổ những tông môn này của Càn Châu. Cứ như vậy, Mặc Họa sửng sốt, tự mình học pháp thuật, ăn là bách gia phạn. Thuật kế bách gia, hợp thành nhất lưu, vạn pháp đều thông. Chỉ cần một mực học tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể hối thông bách gia chi pháp, bằng vào thần thức cường đại, trăm ngàn pháp thuật, hạ bút thành văn, lấy pháp của người, phá pháp của người. Trở thành tông sư pháp thuật vạn pháp đều thông chân chính. Mặc Hòa vui vẻ không thôi. Lập tức, hắn nhìn ngọc giản trong tay, lại có chút nghi hoặc. Châu giới Càn Học, vì sao nhiều phản đồ tông môn như vậy? Bọn họ vì sao lại tụ tập một chỗ, còn lưu lại một phần danh sách, ở trong tay Tưởng lão đại? Gom chung sưởi ấm. Vẫn cảm thấy, mặc dù mình đã làm tội tu, nhưng dù sao cũng từng là đệ tử danh chính ngôn thuận của tông môn, cho nên khác với những tội tu khác, phải tự lập tổ chức. Mặc Hòa có chút không hiểu, bỗng nhiên tâm tư khẽ động, tính toán thêm một chút. Nhưng chỉ tính toán một chút, đã có hàn ý thấu xương xâm nhập toàn thân. Đồng tử Mặc Hòa hơi co lại. Hắn ở trong hỗn độn mông muội, thoáng thấy một tấm lưới nhân quả khổng lồ, tà ác, tràn ngập dục vọng làm người ta đọa lạc, như cây anh túc. Loại nhân quả này có màu tím đen, rõ ràng vô cùng xấu xí, nhưng lại phảng phất như tản ra mùi hương ngọt ngào mà thối nát, trêu chọc dục vọng trong lòng, khiến tu sĩ sa vào trong đó thật sâu. Đây là đại nhân quả tà dục chân chính, là đã thành hình, trải qua tội nghiệt lắng động qua, ác văn ăn sâu, xiềng xích nhân quả tráng kiện, thiên cơ đọa bại. Mặc Hòa chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, tất cả đều biến mất không thấy tăm hơi. Hoa văn hư ảo, xiềng xích nhân quả, màu tím đen, anh túc, lưới thiên cơ tràn ngập tội nghiệt và dục vọng, đã biến mất không thấy. Tựa như ảo giác, nhưng Mặc Hòa biết, ám chỉ của thiên cơ tuyệt đối không phải là hư ảo. Loại nhân quả, anh túc, này, là thật sự tồn tại. Hơn nữa lưới nhân quả tràn ngập tội nghiệt, cường đại mà thâm trầm này, tuyệt đối không phải lấy năng lực thần thức hiện tại của Mặc Hòa, có thể nhìn thấy. Đây càng giống như một loại gợi ý trong tối tăm. Hoặc là ai bảo mình nhìn thấy. Tâm tình Mặc Hòa lập tức ngưng trọng. Đủ loại sự tích sau khi đi tới Càn Học Châu giới, giống như đèn kéo quân, từ trong lòng hắn hiện lên, lại như hoa trong gương trăng trong nước, hóa thành gợn sóng vỡ vụn. Châu giới Càn Học, tu giới cao cấp nhất, cầu học thắng địa. Bây giờ ở trong lòng Mặc Hòa, ấn tượng liền hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng mặt ngoài vẫn là phong trào tu đạo bao la, tông môn san sát, thiên kiêu như mây, một phái hưng thịnh, nhưng sau lưng lại cất giấu thứ gì đó hư thối. Mặc Hòa nhíu mày, trong lòng thầm nói. Có chút nguy hiểm. Trong lòng Mặc Hòa hiểu rõ, trong nhân quả, có hung hiểm lớn. Đại đạo khó lường, thiên cơ lưu chuyển. Thiên địa như bàn cờ, chúng sinh như quân cờ. Có thứ gì đó, từ nơi sâu xa đã bắt đầu nảy sinh. Vào thời điểm này, những âm mưu lớn không biết rõ này, có thể không trêu chọc, thì không trêu chọc. Huống chi, trên người mình, còn có nhân quả của sư phụ cùng sư bá. Mặc Hòa thở dài, lại nhớ đến sư phụ. Những âm mưu to lớn bao phủ trên người sư phụ kia, chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù biết, một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ như mình, có lòng mà không có lực, căn bản không xen tay vào được. Còn có sư bá. Mặc Hòa đến nay còn nhớ rõ, sư bá lấy đạo tâm trồng ma, giết kim đan, giết vũ hóa, đều giống như chém dưa thái rau. Càng không nói đến một trúc cơ tầm thường như mình. Không có sư phụ, thiên cơ diễn toán tính toán cân bằng, sư bá thật sự quá đáng sợ. Huống chi, mình và sư bá còn có một chút khúc mắc. Mình học trộm quỷ tính của sư bá, ăn vụng ma niệm của sư bá, còn có một bát mì của sư bá. Mặc dù quỷ kế, là đường đường chính chính học. Ma niệm, là không thể làm gì. Mì, là mình tiêu linh thạch mua. Nhưng với tính tình của sư bá, nhất định sẽ ghi thù. Mặc Hòa nằm sấp trên bàn, suy nghĩ lung tung một hồi, liền dần dần suy nghĩ rõ ràng. Càn Học Châu giới, khẳng định có đại âm mưu. Chắc chắn sư bá cũng có đại hung cơ. Nhưng âm mưu cũng tốt, hung cơ cũng được, đều không liên quan gì nhiều đến mình trước mắt. Nhiệm vụ trước mắt của mình, là phải nghĩ biện pháp, bảo trụ mạng nhỏ, an ổn phát dục,
Ngoài việc tăng tiến tu vi, tăng cường thần thức, còn phải cố gắng học thêm một ít thứ. Trận pháp, pháp thuật, cùng với một ít tri thức tu đạo khác, đều phải học nhiều một chút. Cam đoan chính mình, có thể từ thái hư môn, thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp, an an ổn ổn kết đan. Tình báo cũng phải tìm hiểu một chút, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Như vậy vạn nhất tương lai thật sự gặp phải hung hiểm, mới biết trước, có chuẩn bị. Mặc Hòa nhẹ gật đầu, bởi vậy tu hành học tập, cũng càng khắc khổ. Châu giới cần học, đạo đình ti. Cố Trường Hoài bận rộn xong sự vụ của điển ti, về tới đạo đình ti, mặc dù một thân phong trần, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ, vẫn lộ ra một tia cao ngạo và lạnh lùng. Ra ngoài lùng bắt tội tu, ăn gió nằm sương, cực kỳ vất vả. Trở lại đạo đình ti, vẫn như trước có thủ tục rườm rà muốn làm. Hắn có chút không kiên nhẫn, nhưng đến cùng áp chế tính tình, chậm rãi nhìn hồ sơ dưới trướng. Lật lật một hồi, hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi chấp ti bên cạnh, vụ án giết người đó thế nào rồi. Ngài muốn nói, chấp ti có chút khẩn trương. Vụ án của đạo đình ti quá nhiều, nhất thời chấp ti không biết, Cố Trường Hoài nói đến chuyện nào, lại sợ không trả lời được, bởi vậy có chút nơm nước lo sợ. Cố Trường Hoài nhíu mày, ẩn lão nhị. Vâng, chấp ti nhớ ra, hốt hoảng lật hồ sơ, lúc này mới nói, hồi bẩm điển ti, sắp kết án rồi. Kết án, ánh mắt Cố Trường Hoài ngưng lại. Chấp ti nuốt nước miếng, có chút đoán không ra tâm tư của Cố điển ti, vâng, là sắp kết án. Bắt được ẩn lão nhị rồi. Đã bị nhốt vào đạo ngục, theo tội luận hình. Làm sao bắt được? Chấp ti lập tức lật hồ sơ, đáp. Nghe nói, là ở Thương Lãng Sơn, lần theo tung tích, tìm được ẩn lão nhị, khám phá ẩn nấp của ẩn lão nhị, Thái Hư Môn, Thái Hà Môn còn có mấy đệ tử Bách Hoa Cốc, liên thủ bắt lấy, đưa đến đạo đình ti. Xác định là ẩn lão nhị. Tra đối qua huyết mạch, linh căn, công pháp, cùng với sở tu linh lực, đều không sai, đích thật là ẩn lão nhị. Cố Trường Hoài không hiểu, không có tu sĩ khác hỗ trợ. Hồ sơ không nói, hẳn là không có. Ánh mắt Cố Trường Hoài trầm xuống, nỗi lòng chập trùng. Không nên a. Hồ sơ ghi chép, hợp trình tự sự kiện, nhưng không hợp tình lý sự kiện. Tìm tung tích như thế nào, ẩn nấp như thế nào nhìn thấu, lại làm sao liên thủ bắt người. Bắt một tên tội tu am hiểu ẩn nấp, tinh thông ám sát, đến tột cùng khó giải quyết đến mức nào, hắn là điển ti đạo đình, làm sao lại không rõ ràng. Mấy đệ tử tông môn kinh nghiệm nông cạn, một hai ngày thời gian, liền có thể truy nã ẩn lão nhị, thấy thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc. Dẫn ta đi xem ẩn lão nhị, Cố Trường Hoài nói. Vâng, chấp ti gật đầu. Chấp ti dẫn đường, đi vào đạo ngục dưới đất, Cố Trường Hoài cũng gặp được ẩn lão nhị. Ẩn lão nhị bị nhốt trong ngục cấm linh, bị xiềng xích nhị phẩm khóa lại, còn bị tra tấn, tứ chi bị phế, răng cũng rụng, bộ dáng thê thảm. Cố Trường Hoài nhíu mày, hình pháp của đạo đình ti chúng ta, có nặng như vậy sao? Chấp ti cười khổ, không phải. Trước khi hắn đến, cũng chỉ có như vậy thôi. Tứ chi đứt đoạn, gân tay bị cắt, miệng đầy răng cũng vỡ nát, còn có đầu gối, không biết quỷ cái thứ tả môn gì, hoàn toàn phế bỏ. Cố Trường Hoài sừng sốt một chút, hỏi, là ai làm? Vậy mấy đệ tử tông môn kia? Cố Trường Hoài cau mày. Chấp ti nói, điển ti, cái này, có phải không hợp quy củ không? Cố Trường Hoài hừ lạnh một tiếng, có cái gì không hợp quy củ, đây là tội tu, ngươi không tàn nhẫn với bọn họ liền tàn nhẫn với ngươi, chỉ bất quá. Cố Trường Hoài nhìn ẩn lão nhị, nheo mắt, thủ pháp này, cũng quá thuần thục. Hiện tại đệ tử tông môn ra tay đều ác như vậy sao? Mấy đệ tử kia bị thương sao? Cố Trường Hoài lại hỏi. Bọn họ lúc áp giải ẩn lão nhị này tới đây ta đã thấy được, mỗi một người đều sinh long hoạt hổ, không nhìn thấy có thương thế gì. Cố Trường Hoài nhẹ gật đầu, xoay người muốn đi, nhưng trước khi đi, dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy trên mặt ẩn lão nhị có dấu vết đốt trọi, ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi dùng hỏa hình? Không có, chấp ti hạ giọng nói, chỉ dùng thiên quân linh mộc, đánh một ít gậy. Cố Trường Hoài nhìn vết lửa trên mặt ẩn lão nhị, đây là ngũ hành hỏa hệ pháp thuật. Không giống kiếm, không giống lưỡi, cũng không có vết châm lửa đốt. Giống như một ngọn lửa, sau khi nổ tung có dấu vết bị thiêu đốt, đó chính là hỏa cầu thuật sao? Cố Trường Hoài lẩm bẩm nói. Hỏa cầu thuật cũng không có gì, pháp thuật cấp bậc nhập môn, phàm là tu sĩ có hỏa linh căn trong tu giới đều biết hỏa cầu thuật. Ai cũng sẽ. Cố Trường Hoài ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Một chuyện cũ không khỏi hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhớ lại, hơn nửa năm trước,
Trong quán ăn ngoài thành Thanh, hơn 10 tên buôn lậu cướp Du Nhi, phần lớn đều chết dưới hỏa cầu thuật. Cố Trường Hoài nhanh chóng suy tư trong lòng. Chuyến đi này của bọn họ, tổng cộng có 5 người. Âu Dương Phong, học kiếm pháp của Âu Dương gia, Thượng Quan Húc cũng dùng kiếm, Hoa Nhàn Nhạt tu luyện, là Bạch Hoa Linh Trận của Bách Hoa Cốc. Mộ Dung Thải Vân, tu luyện chính là pháp thuật ngũ hành linh quang của Thái Hư Môn. Trong bọn họ, cũng không có người quen dùng hỏa cầu thuật, cũng không quá biết dùng hỏa cầu thuật công kích. Như vậy tính ra, cũng chỉ còn lại một người. Ánh mắt Cố Trường Hoài ngưng tụ. Ngũ hành linh căn nhỏ kia, nghe nói vừa lúc đi ngang qua, cứu Du Nhi, tiểu tu sĩ kia. Mặc Hòa. Cố Trường Hoài nhíu mày. Xem ra việc này có kỳ quặc. Tiểu tu sĩ Mặc Hòa kia nói hắn chỉ là đi ngang qua, dưới cơ duyên xảo hợp nhặt được Du Nhi, nhất định không thể tin. Không phải hắn nhặt, vậy chẳng lẽ là... Một mình hắn dùng hỏa cầu thuật giết mười mấy tên buôn người, sau đó cứu Du Nhi. Cái này giống như... Càng không thể tin. Loại lời này, cầm đi lừa kẻ ngu cũng sẽ không tin. Trong lòng Cố Trường Hoài hoang mang. Với khứu giác phá án nhiều năm của hắn, tiểu tu sĩ Mặc Họa này, trên người khẳng định có vấn đề lớn. Nhưng biểu tỷ đối với tiểu tử này vô cùng tín nhiệm, Du Nhi cùng hắn cũng vô cùng thân cận. Mình lại không tiện ra tay điều tra. Nhưng bỏ mặc như vậy, khẳng định là tai họa ngầm lớn. Ánh mắt Cố Trường Hoài chớp lên, trong đầu lại hiện lên đôi mắt kia của Mặc Họa, hai tròng mắt kia, mặt ngoài thông thấu, nhìn kỹ lại vô cùng không hài hòa, có thâm thúy khác hẳn với người thường. Một nửa là thiện, một nửa là ác. Dường như ở vào ranh giới chính tà. Cố Trường Hoài luôn có một trực giác, tu sĩ có ánh mắt này, không phải tu sĩ kinh tài tuyệt diễm, thì chính là ma kiêu kinh thiên động địa. Phải tìm thời gian, đi dò xét nội tình. Thái Hư Môn. Hôm đó Mặc Họa cơm nước xong, tìm một bãi cỏ nằm xuống, gác chân lên, thành thơi lật xem trận thư, đột nhiên có một sư đệ to con chạy tới, hô. Mặc Họa. Mặc Họa ngẩng đầu lên, phát hiện là Trình Mặc, hiếu kỳ hỏi. Làm sao vậy? Trưởng lão nói với ta, có người tìm ngươi. Ai vậy? Ta làm sao biết? Được rồi, Mặc Họa thu hồi sách, vỗ vỗ ngọn cỏ trên đạo bào, ta đi xem một chút. Trình Mặc nhìn Mặc Họa, hồ nghi nói. Mặc Họa, sao ngươi cảm giác bận rộn quá vậy? Mặc Họa nói, đó là bởi vì, ta tu hành khắc khổ. Không phải chuyện tu hành. Trình Mặc lắc đầu, ta luôn cảm giác, ngươi đang làm chuyện khác. Mặc Họa đệm chân, vỗ vỗ bả vai Trình Mặc, thở dài. Các ngươi còn nhỏ, có một số việc, biết còn sớm, chờ các ngươi nhập môn đủ một năm, sư huynh ta lại mang các ngươi chơi. Trình Mặc có chút xấu hổ, ngươi so với ta còn nhỏ hơn 2 tuổi. Học không phân trước sau, ngươi giỏi làm vua. Đó là nể mặt Tuân lão tiên sinh, ta mới gọi ngươi một tiếng, tiểu sư huynh, ngươi đừng bành trướng. Lúc trước ai còn gọi ta là thân ca? Ngươi. Hai người tranh cãi một hồi, Mặc Họa liền đi tới trác điện ngoài sơn môn, gặp trưởng lão, lại được trưởng lão chỉ đường, ở ngoài sơn môn, gặp được người tìm hắn. Là Cố Trường Hoài. Mặc Họa vô cùng bất ngờ. Hắn ở châu giới càn học, người quen biết không nhiều lắm, có thể đến tông môn tìm hắn, hoặc là Dì Lam, hoặc là theo lệnh Dì Lam, hộ vệ của thượng quan ra đến đưa đồ cho hắn. Nhưng hắn không ngờ người đến lại là Cố Trường Hoài. Cố thúc thúc. Mặc Họa kinh ngạc nói. Cố Trường Hoài hơi hơi gật đầu, ta đến thăm ngươi một chút, thuận tiện. Có mấy lời muốn hỏi ẩn lão nhị một chút. À, Mặc Họa gật đầu. Mà lúc hai người nói chuyện, trưởng lão Thái Hư Môn ở nơi xa, mặt ngoài là đang uống trà, nhưng cũng phân ra một tia thần thức, nhìn Cố Trường Hoài. Cố Trường Hoài thở dài trong lòng. Hắn tới đây một chuyến cũng không dễ dàng. Thân phận của hắn đặc thù, đạo đình ti điển ti, nhất cử nhất động, in dấu đạo đình ti ấn ký. Đến tông môn tìm đệ tử nói chuyện, cũng khó tránh khỏi sẽ bị cố kỵ. Cố Trường Hoài phí hết miệng lưỡi, nói mình phụng mệnh gia tộc, đến thăm một hậu bối đệ tử, lúc này mới được trưởng lão đáp ứng. Nhưng hỏi cái gì, nói cái gì, vẫn sẽ bị trưởng lão Thái Hư Môn đề phòng. Cố Trường Hoài chỉ có thể kín đáo hỏi chuyện của ẩn lão nhị trước. Bởi vì phần lớn đều là chuyện trên hồ sơ, chỉ bổ sung một ít chi tiết, Mặc Họa cũng chọn lựa một chút, nói hết những gì có thể nói, không thể nói, chỉ giả vờ ngốc, nói mình không biết, không nhớ rõ, nhớ không rõ. Cố Trường Hoài cũng không có cách nào. Sau khi hỏi một chút, Mặc Họa miệng nghiêm cẩn, giọt nước không lọt. Cố Trường Hoài rốt cục nhìn không được, liền chậm rãi mở miệng nói. Mặc Họa, ngươi có phải hay không, biết hỏa cầu thuật? Mặc Họa thì khẽ giật mình.
Hỏa cầu thuật. Vì sao cố thúc thúc lại hỏi ta cái này? Ánh mắt hắn hơi híp lại, vừa định trả lời, xa xa liền truyền đến một trận ho khan, trưởng lão Thái Hư Môn thản nhiên nói. Đệ tử Thái Hư Môn ta, muốn học cái gì thì học cái đó, không cho người khác xen vào. Cố Trường Hoài nhíu mày, trong lòng bất đắc dĩ. Thái Hư Môn này, quả thật là một chút chỗ trống cũng không cho mình chui vào. Mặc Họa trước mắt, quay đầu lại, cảm kích thi lễ với trưởng lão một cái, sau đó nói. Trưởng lão, ngài yên tâm đi, ta rất thân với cố thúc thúc, có một số việc nhà muốn nói. Trưởng lão nhíu mày, thật sao? Vâng, Mặc Họa gật đầu, lại khom mình hành lễ, làm phiền trưởng lão. Thần sắc trưởng lão lúc này mới thư giãn một chút, đối với Mặc Họa nhẹ gật đầu, nói, các ngươi trò chuyện. Sau khi nói xong, hắn thu hồi thần thức, an tâm uống trà. Cố Trường Hoài kinh ngạc nhìn Mặc Họa, người ở tông môn, mặt mũi còn rất lớn. Mặc Họa thận trọng nói, bình thường thôi. Chủ yếu là Tuân lão tiên sinh mặt mũi lớn, mình dính một chút ánh sáng. Mà thời gian vừa rồi, hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Cố Trường Hoài là điển ti, chuyện lo lắng, khẳng định có liên quan đến vụ án. Đồng thời hắn là biểu đệ của dì Lam, đối với chuyện của dì Lam và Du Nhi cũng rất quan tâm. Cố ý tới hỏi mình, nói rõ chuyện này, cũng có quan hệ với mình. Bản thân mình, phạm, bản án. Không phải. Là mình dùng hỏa cầu thuật, diệt trừ bọn buôn người. Mặc Họa nghĩ tới nghi lui, cũng chỉ có chuyện này, lưu lại dấu vết hỏa cầu thuật, khiến cho Cố Trường Hoài nghi ngờ. Nhưng Mặc Họa cũng không sợ. Hắn bị bọn buôn người lừa bán, sau đó phòng vệ chính đáng, giết mười mấy tên buôn lậu, còn cứu Du Nhi. Việc này cho dù đưa tin tới đình tư cũng không có vấn đề gì, càng không xúc phạm đạo luật. Chỉ là bản thân sợ phiền phức, làm việc tốt không lưu danh, lúc này mới không nói ra. Một khi nói ra, đạo đình ti nói không chừng còn muốn khen ngợi chính mình. Cho dù nói với cố thúc thúc, hẳn là cũng không có gì. Quan trọng nhất là, mình có dì Lam làm chỗ dựa. Dì Lam trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ hướng về phía mình. Cố thúc thúc mặc dù nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng ở trước mặt dì Lam, chỉ là một đệ đệ, không thể làm gì mình. Ngược lại, ánh mắt Mặc Họa sáng lên, ngược lại là đánh chủ ý lên Cố Trường Hoài. Bởi vì Mặc Họa phát hiện, mình căn cứ theo danh sách của tưởng lão đại, bắt tội tu, học pháp thuật, ăn, bách gia phạm, đi, lấy phương pháp của người khác, phá giải thuật pháp của pháp thuật đại sư, vẫn có rất nhiều điều không tiện. Tìm tội tu là rất phiền phức. Tìm được tội tu, cũng không nhất định có nhiệm vụ tương xứng. Tuyên bố nhiệm vụ, lại tự thành hệ thống, rườm rà mà lại phiền phức. Vì vậy, cần phải có người quen, âm thầm thao tác một chút. Ví dụ như thông qua danh sách, xác định pháp thuật muốn học, điểm danh tội tu muốn bắt. Sau đó cần phải từ đạo đình ti nơi đó, nghe ngóng tình báo tội tu này. Sau đó nếu như, mình và cố thúc thúc có quan hệ tốt, liền có thể để cố thúc thúc thông qua đạo đình ti phát nhiệm vụ, để cho Mộ Dung sư tỷ tiếp nhận nhiệm vụ, chính mình đi theo lăn lộn nhiệm vụ, phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, truyền thừa tới tay, công huân tới tay, hoàn mỹ, bế hoàn. Từ đầu tới đuôi, đều là chính mình, người. Hiệu suất tiết kiệm sức lực cũng cao. Vừa nghĩ đến đây, đôi mắt Mặc Họa rạng rỡ tỏa sáng. Cố Trường Hoài thấy Mặc Họa ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng không hiểu ra sao, có chút sợ hãi. Hắn luôn cảm thấy, lần này mình tìm đến Mặc Họa, không phải đến, tìm hiểu, ngược lại giống như là đến, tự chui đầu vào lưới. Không đợi Cố Trường Hoài kịp phản ứng, Mặc Họa liền, đào khách thành chủ, tìm hiểu nói. Cố thúc thúc, nhiệm vụ đạo đình ti, ngươi có thể phát không? Cố Trường Hoài ngẩn ra, trong lòng không vui. Tên tiểu quỷ này, sao lại cướp tới quen, khiến cho ta rất quen thuộc với hắn. Cố Trường Hoài nhìn Mặc Họa, thần sắc cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Ta liền hỏi một chút. Mặc Họa tùy ý nói, sau đó lộ ra ánh mắt giống như tiểu hồ ly, nếu. Mặc Họa cường điệu nói, ta là nói nếu, trong lúc vô tình ta biết được manh mối tội tu, này có thể thông qua đạo đình ti phát nhiệm vụ không? Cố Trường Hoài nhíu mày, cự tuyệt nói. Đạo đình ti làm việc, có điều lệ của mình, treo giải thưởng cho tông môn, cũng là cần ti thận trọng cân nhắc kinh điển, há có thể tùy ý tuyên bố. Mặc Họa nhẹ gật đầu, trong nháy mắt liền hiểu. Thận trọng, châm trước, không thể tùy ý. Ngũ ý, vẫn phải xem tâm ý. Thận trọng hay không thận trọng, cân nhắc hay không cân nhắc, tùy ý hay không, đều phải xem chủ quan phán đoán của điển ti, cũng không có quy củ khách quan. Cố thúc thúc thân là điển ti, nếu hắn quyết định, đích thật là có tư cách tuyên bố treo thưởng.
Cố Trường Hoài nhìn Mạc Hòa cổ linh tinh quái, nhất thời không biết Mạc Hòa đã hiểu ra cái gì, nhíu mày hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hỏi được một nửa, hắn mới phản ứng lại. Không đúng, mình hỏi hắn vấn đề, tiểu tử này còn chưa trả lời đâu. Chính mình đến nơi đây, là muốn tìm hiểu quan hệ giữa cái chết của Tưởng lão đại cùng Mạc Hòa. Kết quả không chú ý, bị Mạc Hòa nói đông nói tây, làm chủ đề lệch lạc. Cố Trường Hoài sụ mặt, ta hỏi trước, ngươi trả lời trước. Ngươi hỏi cái gì? Mạc Hòa trừng mắt nhìn. Cố Trường Hoài hơi đau, liền lặp lại vấn đề của mình, ngươi biết hỏa cầu thuật sao? Mạc Hòa cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Hỏa cầu thuật, loại pháp thuật này, không phải chứ, cũng rất khó. Hỏa cầu thuật là một trong những pháp thuật cơ sở nhất của tu sĩ, cũng là pháp thuật phổ biến nhất. Mạc Hòa vẻ mặt thản nhiên. Cố Trường Hoài liếc nhìn Mạc Hòa, cho dù lấy kinh nghiệm làm đạo đình ti điển ti của hắn, từ khuôn mặt hơi ngây thơ của Mạc Hòa, cũng nhìn không ra một tia tâm tư cùng thấp thỏm. Trong nháy mắt hắn đã đoán được. Đây là một quẩy quẩy, nhỏ, dầu muối không vào, hỏi không ra. Cố Trường Hoài suy nghĩ một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, dứt khoát trực tiếp hỏi. Bọn buôn lậu bắt cóc Du Nhi là do ngươi giết sao? Nói xong ánh mắt Cố Trường Hoài như kiếm, nhìn chằm chằm vào Mạc Hòa. Mạc Hòa ngược lại là muốn qua loa lấy lệ, nhưng hắn cảm thấy, về sau có rất nhiều chuyện, phải nhờ Cố Thúc Thúc thân là điển ti đạo đình, giữa hai người kia, phải có tín nhiệm cơ bản, nói láo thì không tốt lắm. Mạc Hòa gật đầu nói, đúng vậy. Mạc Hòa thừa nhận rất dứt khoát. Cố Trường Hoài lại sửng sốt. Suy nghĩ của hắn, có đứng máy trong nháy mắt. Hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng không nghĩ tới, mình vừa hỏi, Mạc Hòa đã trực tiếp thừa nhận, điều này làm cho hắn có rất nhiều lời, căn bản không thể nào nói ra miệng. Cố Trường Hoài do dự thật lâu, hỏi, ngươi giết như thế nào? Mạc Hòa đáp, ta dùng hỏa cầu thuật, đem những tên buôn người kia, tất cả đều làm thịt. Cố Trường Hoài thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Điều này cũng tương tự như những gì hắn tưởng tượng. Nhưng hắn thoáng qua lại chần chờ, đặt câu nói này ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, không thể không lắc đầu nói, không có khả năng. Dùng hỏa cầu thuật, làm sao giết? Mạc Hòa tiểu tử này, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Mười mấy tên buôn người kia, ít nhất cũng là trúc cơ, hơn nữa tu đạo nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, tu vi cũng thâm hậu hơn Mạc Hòa nhiều. Dùng hỏa cầu thuật. Cố Trường Hoài thật sự không thể tưởng được, dùng hỏa cầu thuật cấp thấp, làm sao có thể giết chết toàn bộ mười mấy tu sĩ cùng cấp. Chính là giết một người đều tốn sức. Mạc Hòa vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta không nói, Miểu Miểu hoài nghi ta nói thật, ngươi lại không tin, Cố Thúc Thúc, ngươi như vậy ta rất khó xử. Cố Trường Hoài hơi khựng lại, cũng cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng hắn vẫn kiên trì nói. Chắc chắn không đơn thuần là hỏa cầu thuật. Mạc Hòa suy nghĩ một chút, liền nói, nếu không, ta sớm bố trí trận pháp, đem bọn họ nổ thành trọng thương, sau đó lại dùng hỏa cầu thuật bổ đao, muốn mạng của bọn họ, như vậy được không? Cố Trường Hoài suy nghĩ theo mạch suy nghĩ của Mạc Hòa, không khỏi đồng ý nói. Như vậy quả thật hợp lý chút. Chỉ như vậy thôi sao? Cố Trường Hoài không kìm lòng được gật đầu, chỉ được một nửa, lại sửng sốt, tức giận nói. Cái gì gọi là, vậy thì cứ như vậy đi, ngươi trúc cơ tiền kỳ, mười mấy tuổi, sao có thể bày ra trận pháp có lực sát thương cường đại như vậy? Mạc Hòa lại ăn ngay nói thật, trận pháp của ta rất lợi hại. Cố Trường Hoài rõ ràng không tin. Ta vào Thái Hư Môn, sở trường chính là trận pháp. Mạc Hòa lại nói. Cố Trường Hoài không biết nói gì cho phải. Sao hắn có thể không biết, Mạc Hòa là văn nhân biểu tỷ, tốn không ít linh thạch, nhờ rất nhiều quan hệ, mới đưa vào Thái Hư Môn. Nói sở trường của hắn là trận pháp, chỉ là làm dáng một chút, tìm lý do thoái thác mà thôi. Một tiểu hài tử có linh căn tiểu ngũ hành trung hạ phẩm ở tiểu tiên thành hẻo lánh Ly Châu, có thể tinh thông trận pháp gì? Còn có thể bày ra sát trận, lừa giết mười mấy tên buôn người. Khoác lác cũng phải làm một cái bản nháp. Cố Trường Hoài khẽ hừ một tiếng. Mạc Hòa thở dài, rất là bất đắc dĩ. Mỗi lần hắn muốn lấy thành đối đãi với người khác, thế nhưng người khác luôn luôn không tin, hắn cũng không có cách nào. Trận pháp của ta thật sự rất lợi hại. Mạc Hòa lại nhấn mạnh một lần. À, Cố Trường Hoài thản nhiên nói. Không tin thì thôi. Mạc Hòa nhếch miệng, lười nói. Cố Trường Hoài lại nhớ tới một chuyện khác, lại hỏi Tưởng lão đại kia. Trước khi chết thì triển ngự kiếm quyết, uy lực cực lớn, ngươi có thể không bị thương một cọng tóc nào sao? Mạc Hòa vừa định mở miệng, Cố Trường Hoài liền cắt lời nói. Ngươi đừng nói với ta, ngươi là vận khí tốt tránh thoát. Mạc Hòa lúng túng nói, ta là muốn nói như vậy mà.
Cố Trường Hoài xoa xoa mi tâm, cảm thấy đau đầu không thôi. Hỏi nửa ngày, hắn căn bản không biết, Mạc Họa nói câu nào là nói thật, câu nào là nói dối. Hay là câu nói thật nào đó trộn lẫn mấy phần giả dối, câu nào giả dối trộn lẫn mấy chữ. Hắn lại không thể dùng hình phạt. Lấy, Đào Đình Ti, hù dọa hắn một chút. Nhìn dáng vẻ hắn rất thân thiết này, căn bản không có chút sợ hãi nào. Huống chi, biểu tỷ khẳng định thiên vị tiểu tử này, thật làm quá mức, tất nhiên sẽ chọc biểu tỷ không vui. Dường như mình không có cách nào với đứa trẻ họ Mặc này. Thôi, Cố Trường Hoài nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thở dài. Chuyện Tưởng lão đại, ta liền không hỏi. Cố Trường Hoài lộ ra vẻ mặt tàn khốc. Chẳng qua chỉ là một đám buôn người tán tận lương tâm. Người khác không giết, hắn cũng sẽ giết. Huống chi, bọn họ trói vẫn là Du Nhi, mình càng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Kỳ thật Cố Trường Hoài cũng không quan tâm, có phải Mạc Họa tự mình động thủ, giết những tên buôn người kia hay không. Hắn chỉ muốn thông qua Tưởng lão đại chết, xác nhận một sự kiện. Chỉ là hiện tại xem ra, Mạc Họa tuổi không lớn lắm, nhưng đầu óc không ít, hơn nữa lòng dạ cũng sâu, hắn nhìn không thấu, cũng đoán không được, chỉ có thể trực tiếp hỏi. Vẻ mặt Cố Trường Hoài nghiêm túc, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng vào Mạc Họa. Có phải ngươi cố ý tiếp cận Du Nhi hay không? Có phải ngươi, có mưu đồ gì khác không? Mạc Họa giật mình. Lúc này hắn mới ý thức được, Cố Trường Hoài là thật tâm thành ý quan tâm dì Lam, cũng quan tâm Du Nhi. Mặc dù bọn họ là biểu tỷ đệ, nhưng nhìn dáng vẻ, tình cảm cũng không kém bao nhiêu so với tỷ đệ ruột thịt. Về phần chuyện Du Nhi, hắn đụng phải Du Nhi, đích thật là trùng hợp, về phần có nhân quả khác tính toán hay không, hắn cũng không rõ ràng. Đứa nhỏ Du Nhi này, nhu thuận đáng yêu, tâm địa thuần lương. Cho dù không có lợi ích nhân quả, trong phạm vi năng lực của mình, khẳng định sẽ cứu. Cố Trường Hoài lo lắng cho Du Nhi, nghi ngờ mình, cũng là chuyện có thể hiểu được. Bản thân, đại, có đại lượng người, liền không cùng hắn so đo. Mạc Họa vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe được một thanh âm thanh thúy mà non nớt, tràn ngập vui sướng hô. Mạc ca ca. Mạc Họa thần sắc kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đứa trẻ mặc đạo bào hai màu trắng và đen, búi tóc, đang giang hai tay ra, bước chân, vui vẻ chạy về phía hắn. Mạc Họa sửng sốt một chút, Du Nhi. Cố Trường Hoài ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Mà Du Nhi chạy được một nửa, lúc này mới nhìn thấy Cố Trường Hoài đối diện Mạc Họa, nụ cười lập tức biến mất, câu nệ thi lễ một cái, xa lạ hô một tiếng, chào Cố cứu cứu. Khuôn mặt Cố Trường Hoài có chút cứng nhắc, vừa muốn lộ ra nụ cười hòa ái, thân cận với Du Nhi một chút, nhưng lại ngại thói quen bình thường, giữa hai đầu lông mày không thể che được sự lạnh lẽo. Thoạt nhìn, cũng có chút, hung dữ. Du Nhi chân nhỏ xê dịch về phía sau, quay đầu len lén nhìn Mạc Họa. Mạc Họa cười hướng hắn vẫy tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Nhi lập tức vui vẻ hẳn lên, chân nhanh chóng đi về phía trước vài bước, nhào vào trong ngực Mạc Họa. Cố Trường Hoài nhìn xem, trong lòng vừa chua xót, vừa hâm mộ, răng cũng muốn cắn nát. Mạc Họa sờ sờ đầu Du Nhi, nghi hoặc nói tại sao ngươi lại tới đây. Du Nhi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói đệ muốn vào Thái Hư Môn. Thái Hư Môn. Mạc Họa vô cùng bất ngờ. Cố Trường Hoài ở bên cạnh càng khó có thể tin. Mạc Họa ở Thái Hư Môn, nếu hắn thật sự là lòng mang làm loạn, Du Nhi kia tiến vào Thái Hư Môn, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Cố Trường Hoài chau mày. Một lát sau, có một đại hán thân hình cao lớn, khí tức thâm trầm, khuôn mặt ngay ngắn mà trầm ổn đi tới. Hắn thi lễ với Cố Trường Hoài và Mạc Họa. Cố công tử, tiểu Mạc công tử. Cố Trường Hoài luôn luôn kiêu căng, lại cũng thần sắc ngưng trọng, đáp lễ lại. Mạc Họa cũng hoàn lễ theo, nhưng thần sắc có chút nghi hoặc. Đại hán liền trầm giọng nói. Tại hạ Văn Nhân Vệ, chính là hộ vệ của Văn Nhân gia, theo tiểu thiếu gia nhập môn, chiếu cố tiểu thiếu gia sinh hoạt hàng ngày, xin tiểu Mạc công tử chiếu cố nhiều hơn. Văn Nhân Vệ thái độ ôn hòa, nhưng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mạc Họa lễ phép cười nói, vệ đại thúc khỏe chứ. Văn Nhân Vệ vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt cũng không khỏi ôn hòa một chút. Cố Trường Hoài cũng rất khó hiểu, Du Nhi nhỏ như vậy, làm sao có thể vào Thái Hư Môn. Cái này không hợp quy củ. Văn Nhân Vệ chỉ nói, đây là ý của đại tiểu thư. Ngụ ý, hắn chỉ có thể nghe lệnh, không có quyền quyết định. Cố Trường Hoài nhíu mày. Văn Nhân Vệ trầm mặc không nói. Mạc Họa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Nhi chơi đùa với hắn, Du Nhi dính lấy Mạc Họa, ở bên cạnh Mạc Họa, vẻ mặt thỏa mãn. Sau một lúc lâu,
Văn Nhân Tiêu cùng một vị nữ trưởng lão mặc đạo bào thái hư, dáng người thướt tha dắt tay nhau đi tới. Hai người vừa đi vừa cười nói, hiển nhiên quan hệ rất tốt. Đi đến gần, Văn Nhân Tiêu liền chào hỏi Mạc Họa, sau đó giới thiệu. Mạc Họa, vị này là Mộ Dung trưởng lão nội môn. Mộ Dung trưởng lão? Mạc Họa tâm tư khẽ động, họ Mộ Dung, chẳng lẽ có quan hệ với Mộ Dung Thải Vân sư tỷ? Hắn ta cung kính hành lễ nói, chào Mộ Dung trưởng lão. Mộ Dung trưởng lão cười gật đầu, giọng nói êm ái nói, đây chính là Mạc Họa ngươi nói. Văn Nhân Tiêu cười gần nói, đứa nhỏ Mạc Họa này nhu thuận hiểu chuyện, tu hành khắc khổ, chỉ là xuất thân tán tu, không có bối cảnh gì, Mộ Dung tỷ tỷ, nếu như ngươi có cơ hội, ở Thái Hư môn chiếu cố hắn một chút, đừng để hắn bị khi dễ. Mộ Dung trưởng lão khẽ mỉm cười nói, muội muội yên tâm. Nàng nhìn vào Mạc Họa, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Đứa trẻ Tuân lão tiên sinh nhìn chúng, chỉ sợ còn chưa tới lượt mình chiếu cố. Cố Trường Hoài ở bên cạnh, thần sắc phức tạp, trong lòng bất đắc dĩ. Tiểu quỷ này, miệng đầy lời nói dối, mười phần xấu bụng, cực kỳ nguy hiểm. Ở tuổi này của hắn, tu vi này, còn mới nhập môn nửa năm, cũng đã có thể đi theo sư huynh sư tỷ của hắn, đi bắt ẩn lão nhị, loại tội tu âm hiểm ngoan độc này. Hắn không khi dễ đồng môn đã không tệ rồi, ai còn có thể khi dễ hắn. Văn Nhân Tiêu lại cùng Mộ Dung trưởng lão thấp giọng nói nhỏ vài câu, lúc này mới nhìn thấy Cố Trường Hoài ở một bên, có chút ngoài ý muốn nói. Trường Hoài, ngươi ở chỗ này từ khi nào? Trong lòng Cố Trường Hoài phát khổ, ta vẫn luôn ở đó. Văn Nhân Tiêu không hiểu, ngươi chỉ là một điển ti, không có việc gì thì tới nơi này làm gì? Cố Trường Hoài thở dài, nói. Ta tới tìm Mạc Họa, có chút việc. Văn Nhân Tiêu thần tình nghi hoặc, ngươi tìm Mạc Họa. Nàng chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống, có người khi dễ Mạc Họa, hắn tìm đạo đình ti các ngươi cáo trạng. Không phải. Cố Trường Hoài lòng mệt mỏi. Biểu tỷ này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi khi hành động theo cảm xúc, không thấy rõ sự thật. Nhưng hắn lại không thể nhiều lời, đành phải nói, một ít việc nhỏ trên giải thưởng của tông môn, hỏi rõ ràng liền không có việc gì rồi. Văn Nhân Tiêu có phần không tin, nhưng cũng không truy hỏi. Sau khi nàng nói vài câu với Mộ Dung trưởng lão, Mộ Dung trưởng lão liền cáo từ nói. Đệ đi trước đây, chuyện của Du Nhi, đệ đều làm xong rồi. Ngươi mang theo hắn nhập môn, làm chút thủ tục, coi như sớm trở thành đệ tử Thái Hư môn ta. Nhưng Thái Hư môn không có tiền lệ này, hắn tuổi lại nhỏ, cho nên tạm thời ở bên đệ tử, do hộ vệ trong gia tộc các ngươi chiếu cố. Phương diện tu hành, dù sao cũng là luyện khí kỳ, phải ôn dưỡng kinh mạch, đặt vững căn cơ, chúng ta sẽ không an bài, bài học của hắn, ngươi tự suy nghĩ cho kỹ. Tiến vào tông môn, nếu có nhu cầu gì, lại tới tìm ta là được. Một hồi tìm muội chúng ta, cũng không cần khách sáo. Văn Nhân Tiêu cảm kích nói, đa tạ Mộ Dung tỷ tỷ, lần này phá lệ để Du Nhi nhập môn, phí không ít tâm tư, ngày khác ta lại đến nhà bái tạ. Mộ Dung trưởng lão lắc đầu, muội muội khách khí, ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Khóe mắt nàng liếc qua Mạc Họa đang nói chuyện với Du Nhi. Để cho luyện khí đệ tử nhập học, Thái Hư môn hoàn toàn chính xác không có tiền lệ này. Nếu muốn phá lệ, thì phải được lão tổ tông cho phép. Chuyện này, vốn dĩ các lão tổ tông không đồng ý. Nhưng sau đó chẳng biết tại sao Tuân lão tiên sinh nghe nói việc này, không biết tính được cái gì, lại lần đầu tiên gật đầu đáp ứng, thậm chí còn mở rộng cánh cửa thuận tiện. Mà quan hệ giữa Du Nhi và Mạc Họa, nàng cũng là về sau mới biết được. Trong đôi mắt Mộ Dung trưởng lão toát ra một tia thần sắc giật mình. Tuân lão tiên sinh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với đứa bé này, thật đúng là không coi trọng giống bình thường. Đây chính là điều có một không hai. Mộ Dung trưởng lão lại yên lặng nhìn Mạc Họa, liền cáo từ rời đi. Mạc Họa cũng phải trở về tông môn. Hắn kỳ thật còn có chút việc, muốn cùng Cố Thúc Thúc tâm sự. Chủ yếu là nghĩ biện pháp để hắn đáp ứng, làm nội ứng của mình ở đạo đình ti, trở thành công cụ nhân, phát nhiệm vụ. Nhưng bây giờ không tiện, về sau có cơ hội lại nói. Vừa vặn Du Nhi cũng muốn vào tông, Mạc Họa liền tạm biệt Văn Nhân Tiêu, sau đó cùng Du Nhi một đường, đi vào sơn môn Thái Hư môn. Du Nhi lưu luyến nói lời từ biệt với mẫu thân. Văn Nhân về hướng Văn Nhân Tiêu cùng Cố Trường Hoài thi lễ một cái, yên lặng theo hai người Mạc Họa, cũng tiến vào Thái Hư môn. Hắn là hộ vệ, phải chiếu cố Du Nhi sinh hoạt hàng ngày. Sau khi mấy người chia tay, bốn phía liền không có người khác. Ánh mắt Văn Nhân Tiêu, thân ảnh tùy tùng Du Nhi, biến mất ở trong núi rừng, thần sắc hơi có vẻ phiền muộn. Sau đó nàng liền thu hồi ánh mắt,
trừng mắt nhìn Cố Trường Hoài một cái, nói đi, ngươi có ý đồ gì? Cố Trường Hoài ở trước mặt Văn Nhân Tiêu, không còn phần cao ngạo kia, ngược lại có chút chột dạ nói tỷ, tỷ nói cái gì đó. Văn Nhân Tiêu hừ một tiếng, từ nhỏ ta đã nhìn ngươi lớn lên, ngươi có tâm tư gì, ta làm sao không biết. Vô duyên vô cớ, ngươi tìm Mặc Họa làm gì? Ta, đừng kiếm cớ. Cố Trường Hoài thở dài, ta hoài nghi hắn, lòng mang ý đồ xấu. Văn Nhân Tiêu nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Ngươi à, giống như tỷ phu ngươi, chính là tâm nhãn quá nhiều, cho nên cảm thấy người khác đều có tâm kế. Ngươi lấy ánh mắt gì nhìn người, người khác liền lấy ánh mắt gì nhìn ngươi, ngươi đùa nghịch tâm cơ người khác tự nhiên cũng đùa nghịch tâm cơ đối với ngươi. Cố Trường Hoài cười khổ. Văn Nhân Tiêu thấy bộ dạng này của hắn, mềm lòng chút, lại nói. Ta biết ngươi quan tâm ta và Du Nhi, nhưng ngươi cũng đừng tìm Mặc Họa gây phiền phức. Nếu Mặc Hòa có chuyện gì, ngươi cũng giúp hắn nhiều một chút, hắn chỉ là một đứa bé, không có gia tộc chống đỡ, ở trong tông môn tu hành không dễ dàng. Văn Nhân Tiêu nói xong, lấy khí thế của trưởng tỷ ra, vỗ vỗ bả vai Cố Trường Hoài, Mặc Hòa nếu có việc cầu ngươi, ngươi có thể giúp thì giúp, ngươi đừng có qua loa với ta, cũng đừng hòng gạt ta. Văn Nhân Tiêu kinh ngạc nhìn vào mắt Cố Trường Hoài. Cố Trường Hoài rất là rối rắm, sau một lúc lâu mới không tình nguyện nói ta biết rồi. Văn Nhân Tiêu rất hài lòng, gật đầu, nói với Cố Trường Hoài. Lúc nghỉ phép thì về, ta làm bánh phỉ thúy cho ngươi ăn. Cố Trường Hoài thở dài, thấy Văn Nhân Tiêu muốn rời đi, cuối cùng lại hỏi một câu tỉ. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, đem Du Nhi đưa vào Thái Hư Môn, ngươi thật sự yên tâm sao? Văn Nhân Tiêu ngẩn ra, thân thể run lên. Đợi nàng quay đầu lại, khuôn mặt vốn thanh lệ ôn hòa, rút đi vài phần màu sắc, bịt kín một tầng không nỡ, u buồn, còn có một tia. Sợ hãi. Tỷ. Cố Trường Hoài không biết xảy ra chuyện gì, thần sắc lo lắng. Văn Nhân Tiêu giảm bớt khuôn mặt, lộ ra một tia cười khổ. Trường Hoài. Ta, từng mơ thấy ác mộng. Trong mộng đầy trời huyết vũ, yêu ma loạn vũ. Du Nhi lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt trống rỗng, da rẻ trắng bệch, máu của nó đã chảy hết, tạng phủ đã bị móc rỗng, thần thức bị hút khô rồi. Hắn dùng thanh âm lạnh lùng hỏi ta. Hỏi ta người làm mẫu thân này, vì sao không cứu hắn? Ngực Văn Nhân Tiêu nghẹn ngào, khuôn mặt đau đớn, đó là ở trong mơ, cho dù ta dãy giụa thế nào, cố gắng thế nào, cũng không cứu được Du Nhi. Dưới tà niệm ngập trời, lòng người quá nhỏ yếu. Ta cứu không được, cho nên, ta chỉ có thể hy vọng. Âm thanh nỉ non của Văn Nhân Tiêu dần dần thấp đến mức không thể nghe thấy, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía núi Thái Hư, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa ước ao hèn mọn, tốt đẹp mà dễ vỡ. Cố Trường Hoài tâm thần kịch chấn. Hắn lúc này mới ý thức được, có một số việc, chính mình căn bản không biết. Mà biểu tỷ của hắn cũng không phải như hắn nghĩ, là đang hành động theo cảm tính. Cố Trường Hoài thở dài thật sâu, thần sắc trịnh trọng nói. Tỷ, ta biết rồi. Trong Thái Hư Môn, Du Nhi hoàn toàn không biết những chuyện này. Hắn nắm tay Mặc Họa, vui vẻ, nhún nhảy đi về phía trước, đi thẳng tới đệ tử cư. Mặc Họa soát lệnh bài Thái Hư. Vào cửa, sau đó phát hiện Tiểu Du Nhi cũng móc ra một cái lệnh bài nhỏ, sau khi soát, cũng đi theo vào. Mặc Họa sửng sốt, Du Nhi, ngươi cũng ở đây. Du Nhi vui vẻ gật đầu. Mặc Họa đi vào bên trong, sau đó phát hiện Du Nhi còn đi theo hắn, mãi cho đến cửa phòng số thái ất thứ 50 của Mặc Họa, Du Nhi mới dừng lại. Mặc Họa nhìn Du Nhi. Du Nhi đưa tay chỉ sang bên cạnh, Mặc ca ca, muội ở đây. Mặc Họa ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, nguyên bản bên tay phải hắn có một căn nhà trống, đã được quét dọn qua, còn được mở ra. Trên đó viết, Thái Ất, 51. Mặc Họa há to miệng. Hắn không nghĩ tới, Du Nhi lại thật sự vào Thái Hư Môn, còn trở thành tiểu hàng xóm của mình. Văn Nhân về phía sau Du Nhi cũng chắp tay nói. Về sau còn xin tiểu Mặc công tử chiếu cố nhiều hơn. Du Nhi cũng cười tủm tỉm nói, Mặc ca ca, chiếu cố nhiều hơn. Mặc Họa cúi đầu, mắt nhìn Du Nhi một đôi mắt, lập lòe tỏa sáng, ôn hòa cười nói. Được, bởi vì buổi chiều còn phải lên lớp. Vì không quấy rầy Mặc Họa, Văn Nhân Vệ liền dẫn Du Nhi vào bên cạnh, Thái Ất đệ tử số 51. Du Nhi cùng Mặc Họa vẫy tay. Văn Nhân Vệ cũng đi theo vào. Mặc Họa chợt gọi hắn lại, Vệ đại thúc. Văn Nhân Vệ dừng bước, xoay người lại, khuôn mặt trầm ổn nhìn Mặc Họa, trong lời nói vô cùng khách khí, tiểu Mặc công tử, có gì phân phó? Mặc Họa lắc đầu, ta không phải công tử gì cả, cứ gọi ta là Mặc Họa là được rồi.
Văn Nhân Vệ gật đầu không nói. Mặc Họa dừng lại, ánh mắt thâm thúy nói, nếu Du Nhi lại gặp ác mộng, Vệ đại thúc, nhớ gọi cháu một tiếng. Văn Nhân Vệ vẻ mặt nghiêm nghị, trong nháy mắt giật mình, sau đó hắn tựa hồ hiểu ra cái gì, trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu nói. Được. Cuộc sống tông môn của tiểu Du Nhi liền bắt đầu. Mỗi ngày ăn uống sinh hoạt thường ngày đều ở cùng Mặc Họa, đương nhiên đi học thì không được. Bởi vì hắn vừa mới luyện khí, muốn ôn dưỡng kinh mạch, muốn đánh căn cơ vững chắc. Loại phương pháp cố bản này, phí tổn rất cao, cần đại lượng thiên tài địa bảo, linh dịch chân quý, phương pháp cụ thể cũng tùy từng người mà khác nhau, hơn nữa phương pháp truyền thừa của mỗi thế gia, đều không giống nhau, Thái Hư Môn cũng không dạy những thứ này. Cho nên lúc Mặc Họa đi truyền đạo các học, Du Nhi liền ở trong đệ tử của mình, cố bản, tu hành, làm bài tập, lại do Văn Nhân Vệ chỉ điểm, học một ít điển tịch tu đạo. Mặc Họa tan học, trở lại đệ tử cư. Du Nhi liền bưng chén nhỏ, ngồi ở bên cạnh Mặc Họa, cùng ăn cơm với Mặc Họa. Những đệ tử khác nhìn thấy Du Nhi nho nhỏ, đều choáng váng. Trên người mặc đạo bào Thái Hư Môn, nhìn giống như đệ tử Thái Hư Môn, nhưng tuổi quá nhỏ, lại không thể nào là đệ tử Thái Hư Môn. Trình Mặc liền hỏi Mặc Họa, Mặc Họa, tiểu bất điểm này là ai? Du Nhi không vui, giọng điệu non nớt nói, đệ không phải nhóc tì, đệ tên là Thượng Quan Du. Thượng Quan Du, Trình Mặc nhíu mày, Thượng Quan gia. Du Nhi lại không để ý tới hắn, cúi đầu học Mặc Họa, bắt đầu hướng trong miệng kéo cơm. Trình Mặc bất đắc dĩ, hắn cũng không thể tức giận với một đứa trẻ, lại hỏi Mặc Họa. Đệ đệ của ngươi. Mặc Họa sờ sờ đầu Du Nhi, nói coi như là vậy. Trình Mặc nhìn chằm chằm vào Mặc Họa, lại nhìn chằm chằm Du Nhi, nói thầm, lớn lên thật sự có chút giống. Thượng Quan gia, một đệ tử khác vẻ mặt giật mình, lặng lẽ hỏi, Mặc Họa, ngươi có huyết mạch Thượng Quan gia? Mặc Họa lắc đầu, không có. Trình Mặc thấp giọng mắng đệ tử kia. Ngu ngốc, loại chuyện này có thể nói ra sao? Khẳng định là phải che giấu, theo ta thấy, Mặc Họa khẳng định là con riêng lưu lạc bên ngoài Thượng Quan gia. Mặc Họa cũng không vui, nói. Có thời gian, có thể làm nhiều bài tập, luyện nhiều trận pháp một chút, ta cảm thấy ngươi hẳn là dùng thời gian có hạn, đi nghiên cứu trận pháp bát quái, mà không phải ở chỗ này nghiên cứu bát quái. Trình Mặc nghe thấy trận pháp tê dần, lập tức liền thành thật, cười ngượng nói. Đừng đừng, tiểu sư huynh, ta nói chơi. Du Nhi thấy một câu của Mặc Họa, liền khiến cho cái đầu cao lớn cường tráng này ngoan ngoãn, ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy khâm phục. Xem ra Mặc ca ca ở trong Thái Hư Môn cũng rất lợi hại. Nguyên bản Du Nhi bởi vì tiến vào Thái Hư Môn, gặp một đống người xa lạ, mà có chút thấp thỏm, cái eo nhỏ lập tức cứng lên. Hắn lại nhích lại gần Mặc Họa, thanh thản ổn định bưng chén nhỏ, bắt đầu ăn cơm. Sau đó Du Nhi liền ở lại chỗ đệ tử. Hắn có dáng dấp đáng yêu, tâm tính thuần lương, phảng phất như là một vật biểu tượng, rất là đáng yêu. Du Nhi và Mặc Họa rất thân cận. Mặc Họa lại xem như tiểu sư huynh của bọn họ. Có tầng quan hệ này, mọi người cũng đều rất chiếu cố Du Nhi. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một hộ vệ đi theo, khí tức mịt mờ, nhưng khí độ bất phàm, như vực sâu núi cao, trầm ổn như núi, hiển nhiên tu vi cực kỳ thâm hậu. Nhập học phá cách, mang theo hộ vệ. Đây hiển nhiên không phải là tiểu hài tử bình thường. Có một số đệ tử có chút quan hệ sâu xa với Thượng Quan gia, về tộc hỏi thăm trưởng bối, biết thân phận của Du Nhi, trong lòng càng khiếp sợ. Bọn họ cũng bởi vậy biết ba chữ Thượng Quan Du này, ý nghĩa cái gì, lại nhìn ánh mắt hướng Mặc Họa, liền càng thêm ý vị thâm trường. Thượng Quan gia đưa con trai trưởng gia chủ đời sau vào Thái Hư Môn, làm tùy tùng nhỏ của ngươi. Cái này cần quan hệ sâu bao nhiêu, hậu trường cứng bao nhiêu. Còn nói ngươi không có bối cảnh, lừa gạt quỷ đâu. Những đệ tử này càng thêm khách khí với Mặc Họa. Mặc Họa ngược lại có chút không rõ ràng cho lắm. Du Nhi ở đệ tử cư, thời gian Mặc Họa có chút thay đổi, nhưng thích ứng mấy ngày, rất nhanh lại an định lại. Ban ngày hắn vẫn đi học, tu hành, học tập. Thỉnh thoảng thay Tuân Lão tiên sinh dạy thay. Vốn nên là thỉnh thoảng, nhưng Tuân Lão tiên sinh càng ngày càng lười, nói mình lớn tuổi, tinh lực không tốt, làm trưởng quý vung tay, trận pháp hiện tại cơ bản đều là Mặc Họa dạy. Chỉ là không biết có mấy phần thật giả. Sau khi học xong, trở lại đệ tử cư, Mặc Họa rảnh rỗi liền cùng Du Nhi làm bài tập. Hắn cân nhắc pháp thuật, luyện tập trận pháp. Du Nhi thì nghiêm túc, làm bài tập vỡ lòng cơ sở. Ban ngày Du Nhi không tĩnh tâm được, có chút khẩn trương, có chút bất an, không muốn làm bài tập, chỉ có chạng vạng tối ở cùng một chỗ với Mặc Họa, mới cảm thấy an tâm, học cũng càng chăm chú hơn.
Nửa đêm, Du Nhi ngủ. Mặc Hòa cũng ngủ, chỉ bất qua một bên đề phòng, có yêu ma quấy rầy Du Nhi bên cạnh, một bên khác thần thức thì chìm vào thức hải, tiếp tục học trận pháp. Cũng may không có yêu ma nào không thức thời, đến quấy rầy Du Nhi. Nhưng đáng tiếc cũng đáng tiếc, không có yêu ma nào không có mắt, đến đưa đồ ăn cho Mặc Hỏa. Cứ như vậy, cuộc sống thường ngày của tông môn, bình tĩnh mà an tường, bận rộn lại phong phú. Đến tuần hưu, Mặc Hỏa liền cùng Mộ Dung sư tỷ ra ngoài, đi làm nhiệm vụ treo thưởng. Ý tưởng ban đầu của Mặc Hỏa là chỉ định nhiệm vụ trước, sau đó cố thúc thúc phát nhiệm vụ, Mộ Dung sư tỷ nhận nhiệm vụ, bản thân đi theo lan lộn nhiệm vụ, sau khi bắt được tội tu, đã được truyền thừa, lại được công huân. Nhưng đây vẫn là lý tưởng hóa. Hắn rất ít đi đạo đình ti, căn bản không gặp được cố thúc thúc, cũng không cách nào để cố thúc thúc phát nhiệm vụ. Từ đầu nguồn đã thất bại. Mặc Hỏa thở dài. Chỉ có thể về sau, có cơ hội gặp được cố thúc thúc, lại nghĩ biện pháp. Đạo đình ti bên kia, tạm thời không có cửa, Mặc Hỏa bây giờ, vẫn chỉ có thể tùy duyên nhận treo thưởng. Bản thân hắn hao tâm tổn trí, có rảnh thì nhìn chằm chằm thái hư lệnh. Nhìn thấy trực giác của hắn là nhiệm vụ, đáng nghi, hắn vội vàng liên hệ Mộ Dung Thải Vân, để nàng tiếp nhận trước. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Mặc Hỏa ngoài ý muốn phát hiện, địa vị Mộ Dung sư tỷ ở trong đồng môn Thái Hư Môn, so với hắn còn cao hơn rất nhiều. Uy vọng cao, nhân duyên tốt, gia thế thiên phú năng lực, đều là số một số hai, là đại sư tỷ danh xứng với thực trong đệ tử cùng khóa. Cho nên quyền hạn tiếp nhận nhiệm vụ của nàng cũng cực cao. Mặc Hỏa muốn nhận nhiệm vụ, Mộ Dung Thải Vân cũng có thể nhận được. Nhờ vào đó, cho dù chỉ là tùy duyên, nhận treo thưởng, Mặc Hỏa cũng thường xuyên có thể bắt được một ít tội tu, thu được một ít pháp thuật. Mà Mộ Dung Thải Vân cũng dần dần quen thuộc với việc tiểu sư đệ Mặc Hỏa này, theo nàng cùng nhau làm nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ là nàng tiếp, cơ bản mỗi lần nhiệm vụ, nàng đều cùng Mặc Hỏa một chỗ, cho nên hiểu biết đối với Mặc Hỏa cũng nhiều nhất. Mặc dù thân thể Mặc Hỏa yếu, linh lực đơn bạc, năng lực sát phạt của cá nhân tương đối yếu. Nhưng trừ cái đó ra, hắn am hiểu ẩn nấp, thân pháp tinh xảo, đủ để tự vệ. Điều tra, tìm hiểu, truy tung, bố trí cạm bẫy, phối hợp vây giết, khống chế pháp thuật. Mọi thứ đều tinh thông. Lại cực giỏi trận pháp, cái gì kỳ lạ cổ quái, xảo trá lạnh lùng, thậm chí một ít trận pháp nghe cũng chưa nghe nói qua đều biết. Ngoại trừ lực sát thương hơi có vẻ không đủ ra, quả thực chính là một cái bách bảo dương trận pháp, tiểu sư đệ vạn năng. Mỗi lần mang theo Mặc Hỏa làm nhiệm vụ, đều rất bớt lo. Nhưng trong lòng nàng cũng có tiếc nuối, chính là môn trận pháp ngũ hành tăng phúc kia. Mộ Dung Thải Vân ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng căn bản không thể quên được, loại cảm giác trận pháp gia trì, linh lực sôi trào kia. Nàng tâm tâm niệm niệm, đều muốn trải nghiệm một lần nữa, dưới ngũ hành tăng phúc, sau khi linh lực cấp tốc lưu chuyển, loại cảm giác pháp thuật tăng thương, đại sát tứ phương. Đáng tiếc sau này không có cơ hội. Đối thủ có thể giải quyết, không cần pháp thuật tăng phúc ngũ hành, cũng có thể đánh thắng. Đối thủ đánh không thắng, lựa chọn tốt nhất, chính là không động thủ. Nguyên bản thế lực ngang nhau, trải qua Mặc Hỏa điều tra, bố trí mai phục, vây công, khống chế, một loạt thủ đoạn dùng tới, cũng trở nên yếu đi không ít. Cũng không cần pháp thuật tăng phúc. Càng không cần lấy pháp thuật thượng thừa tiêu hao thật lớn, để quyết một trận thắng bại. Trừ phi gặp phải cường địch chân chính, hoặc là cuộc chiến sinh tử không thể không liều chết một phen. Cứ như thế lại qua hai tháng, Mặc Hỏa một mực đi theo lăn lộn nhiệm vụ. Hoàn thành không ít treo thưởng, bắt 7-8 tội tu, thu được mấy môn ngũ hành pháp thuật, công huân của hắn, cũng càng tích lũy càng nhiều, đạt đến 1.130 điểm. Trong đó 500 điểm là nhiệm vụ của ẩn lão nhị giao cho. Nhiệm vụ của ẩn lão nhị, vốn không có nhiều công huân như vậy, nhưng bản thân hắn, là tội phạm quan trọng bị đạo đình ti truy nã. Tinh thông ẩn nấp ám sát, thủ hạ có không ít mạng người. Những tội ác thượng vàng hạ cám này, tích lũy lại, liền quy ra thành một số lớn công huân. Mặc Hỏa vui vẻ không chịu được. Sau đó bắt 7-8 tội tu, chỉ là tội tu bình thường, không có gì đáng khen, cho nên nhiều thì chỉ có hơn 100 điểm, ít thì cũng mấy chục điểm. Bất quá Mặc Hỏa cũng rất thỏa mãn. Dù ít thế nào, cũng tốt hơn so với tự mình vẽ trận pháp nhất phẩm, mấy giờ phải tích góp tốt hơn nhiều. 1.130 điểm. Mặc Hỏa cảm thấy mình rộng rãi. Những điểm công huân này, đều là mình cực khổ tích góp, Mặc Hỏa có chút không nỡ dùng, nhưng mọi thứ đều chú ý, và tận kỳ dụng, tích góp không dùng, tự mình kiếm công huân, liền không có ý nghĩa. Hắn liền đến công huân các, trong ánh mắt khiếp sợ của công huân trưởng lão,
vô cùng xa xỉ, một hơi mua 6 bộ trận pháp nhị phẩm thập lục văn. Tổng cộng tốn hơn 1.000 điểm công huân. Công huân trưởng lão sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới khó có thể tin nói. Ngươi đứa nhỏ này, đi đánh cướp rồi. Mặc Hòa lắc đầu. Vậy ngươi giết người cướp của rồi. Cướp thái hư lệnh của người khác. Hay là ngươi, vụng trộm bóp méo thái hư lệnh. Mặc Hòa một mặt im lặng, trưởng lão, ta là người như vậy sao? Công huân trưởng lão nhìn chằm chằm Mặc Hòa, liếc mắt một cái, lắc đầu nói. Nhìn ngược lại không giống, nhưng sau lưng lại không biết. Chuyện giết người cướp của, bóp méo thái hư lệnh, ta cũng không thể nào làm ra được a. Mặc Hòa bất đắc dĩ nói. Công huân trưởng lão suy nghĩ một chút, gật đầu cũng đúng, là ta đánh giá cao ngươi. Công huân trưởng lão lại suy nghĩ một chút. Thái hư lệnh bộ hệ thống này, dùng nhiều năm như vậy, hẳn là không có khả năng phạm sai lầm, hắn đã được, còn quang minh chính đại đến dùng, hẳn là trong lòng không có quỷ. Về phần lai lịch cụ thể, nếu ghi thái hư lệnh vào, chắc hẳn đều hợp quy củ, hợp thủ tục, mình cũng không cần thiết làm khó một tiểu oa nhi. Ngươi chờ một chút. Công huân trưởng lão xoay người, từ trong tủ ngọc tầng tầng lớp lớp phía sau lấy ra mấy bộ trận đồ, đóng gói cùng một chỗ, sau khi ghi chép xong, đưa cho Mặc Hỏa. Nhưng hắn lại có chút tò mò. Bát hợp khảm thủy trận, phù vân cương phong trận, cấn thổ sơn trạch trận. Đây đều là trận pháp nhị phẩm thập lục văn, người mới trúc cơ sơ kỳ, đổi làm cái gì? Mặc Hỏa cười tủm tỉm nói, ta nghiên cứu một chút. Công huân trưởng lão nghiêm nghị nói, đây cũng không phải là trò đùa, thần thức của ngươi không đủ, nghiên cứu những trận pháp này, thức hải sẽ khô kiệt, phá hủy căn cơ. Mặc Hòa nhận được ý tốt của công huân trưởng lão, cười nói, trưởng lão ngài yên tâm, Tuân lão tiên sinh biết. Mặc Hòa lại đem Tuân lão tiên sinh ra. Tên tuổi Tuân lão tiên sinh quả nhiên rất tốt, công huân trưởng lão vừa nghe liền thoải mái nói. Vậy được, ngươi đi đi, đi theo Tuân lão tiên sinh, học cho tốt. Vâng, trưởng lão. Mặc Hòa hành lễ cáo từ. Trở lại chỗ đệ tử, thời điểm buổi tiếp Du Nhi làm bài tập, Mặc Hòa liền đem mấy bộ trận pháp nhị phẩm thập lục văn này, từng cái mở ra, say sưa nhìn lên. Trọn vẹn 6 bộ. Đều là trận pháp bát quái hệ, 16 văn, xem như là trận thức thường gặp, cũng đều là trận pháp tương đối mới lạ của Mặc Hòa. Nhưng trận pháp chi lý, một thông trăm thông. Mặc Hòa nghiên cứu bát quái trận pháp đã được một thời gian, dần dần có tâm đắc của mình. Lúc này dù trận pháp có xa lạ, tự mình cân nhắc một chút, cũng đã nắm chắc được môn đạo. Sau giờ tí, lại ở trên đảo bia một lần lại một lần luyện. Đại khái bỏ ra một tháng, Mặc Hòa liền học được không sai biệt lắm. Lúc này, Mặc Hòa mới ý thức được, mình thời gian qua bận quá, quên mất một việc. Trận pháp nhị phẩm 16 văn đá là trận sư nhị phẩm trung giai, trận pháp khảo hạch định phẩm phải học. Mà phẩm giai trận sư của mình bây giờ vẫn chỉ là nhất phẩm, thật sự là quá thấp. Có cần mình đi đổi một cái nhị phẩm thiên su giới đeo không? Không biết thiên su giới nhị phẩm có đẹp hay không? Mặc Hòa trong lòng nói thầm, lại đi tới trưởng lão cư. Cản Châu có quá nhiều thế gia, thế lực phức tạp, chuyện định phẩm này Mặc Hòa không quyết định tốt, vẫn nên khiêm tốn một chút, thỉnh giáo Tuân lão tiên sinh. Trưởng lão ở giữa, Tuân lão tiên sinh đang nhàn nhã uống trà. Trận pháp khóa đều ném cho Mặc Hòa, Tuân lão tiên sinh rất yên tâm. Hiện tại hắn có chút rảnh rỗi, có thể dành thời gian chỉnh lý một chút tâm đắc khi dạy trận pháp cả đời của mình. Sau đó phần tâm đắc này, lại giao cho Mặc Hỏa, hắn không sai biệt lắm liền có thể làm trưởng quý vung tay. Phòng của Tuân lão tiên sinh, Mặc Hỏa cũng không phải lần đầu tiên tới. Đứa bé ngoài cửa cũng không ngăn cản. Bên trong phòng đơn giản, mộc mạc, không nhiễm một hạt bụi, cũng không có tạp sức, có chút thú vị phản phát quy chân. Mặc Hỏa sau khi vào cửa, thì lễ một cái, liền nhỏ giọng hỏi Tuân lão tiên sinh nói. Lão tiên sinh, ta bây giờ đi định nhị phẩm sơ giai trận sư, thích hợp không? Định phẩm à? Tuân lão tiên sinh nhấp một ngụm trà, hơi trầm tư, gật đầu nói cũng được, quyết định đi. Dường như nhớ tới cái gì, Tuân lão tiên sinh đặt chén trà xuống, tiện thể hỏi, ngươi học được đến đâu rồi? Gần 16 văn rồi, Mặc Hỏa nói. 16 văn à? Tuân lão tiên sinh gật đầu, vậy thì đúng là không sai biệt lắm, học nhiều một chút, củng cố, chính là nhị phẩm chung. Tuân lão tiên sinh ngây người một chút, nhíu mày nói, bao nhiêu văn? 16. Tuân lão tiên sinh kinh ngạc một lúc lâu, nhìn Mặc Hỏa, một câu cũng không nói ra được. Lúc này Mặc Hỏa mới nhớ ra, chuyện mình thần thức 16 văn, còn chưa từng nói với Tuân lão tiên sinh. Mà trưởng lão Thái Hư Môn, cũng sẽ không nhìn trộm thức hải của đệ tử. Lão tiên sinh,
Mạc Hòa nhẹ giọng nói. Tuân lão tiên sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, lông mày run lên, chuyện khi nào? Rất sớm trước đó. Lần đó đi thượng quan gia, buổi tối trông coi Du Nhi, giết một đống yêu ma quỷ quái, ăn một cái sừng dê, sau khi tiêu hóa, thần thức liền 16 văn. Nhưng Mạc Hòa sợ Tuân lão tiên sinh không tiếp thụ được, liền uyển chuyển nói, hai ngày nay. Tuân lão tiên sinh gật đầu, ra vẻ chấn định, trong lòng lại nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 16 văn. Lúc này mới qua bao lâu, đã có thần thức 16 văn. Trúc cơ tiền kỳ, 16 văn thần thức, còn không biết đã tới cực hạn chưa. Tổ sư nãi nãi của hắn là tiểu quái vật gì? Thái hư môn rộng mở môn thu đồ đệ, hơn ngàn năm, sợ là cũng không thu qua loại tiểu yêu nghiệt này. Hắn muốn tranh thủ thời gian đến mộ phần thái hư tổ ở cấm địa phía sau núi xem thử. Nhìn xem có khói xanh bốc lên hay không. Tuân lão tiên sinh ép mình bình tĩnh lại, nhíu nhíu mày, lại nghĩ tới chuyện lúc trước, trong lòng bừng tỉnh. Khó trách. Trước đó lấy trận pháp phong hỏa nguyên từ trận 16 văn, phong hỏa để hỏi ta. Hóa ra là thần thức sắp đến 16 văn, cho nên trước đó thỉnh giáo một chút, thuận tiện lĩnh hồi sau. Làm gì chắc đó, còn có thể có dự tập trước, không tệ. Mạc Hòa thấy Tuân lão tiên sinh, trên khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc, thần sắc biến hóa, không biết nghĩ cái gì, liền hỏi. Lão tiên sinh, ta có thể đi định phẩm không? Tuân lão tiên sinh ngẩn ra, lông mày nhướng lên. Đương nhiên có thể. Ngươi không thể đi định phẩm, ai còn có thể định? Thần thức 16 văn, tạo nghệ trận pháp thâm hậu như thế, nếu như không định phẩm, ta sẽ bẻ mũi những dám khảo định phẩm kia. Nhưng Tuân lão tiên sinh vừa mới chuẩn bị mở miệng thì lại dừng lại, trên trán lại nổi lên một tia lo lắng. 16 văn. Quá bất hợp lý. Nếu thật sự định phẩm, tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Hắn vừa mới nhập môn, không đến một năm, làm náo động như thế ắt sẽ bị người ghen ghét, cũng bị người ngấp nghé. Nổi danh cũng dễ dàng nóng nảy, mất đi tâm bình tĩnh, rất khó lại dốc lòng nghiên cứu trận pháp. Còn sẽ bị một số người không đứng đắn để mắt tới. Hạt giống tốt như vậy, còn chưa trưởng thành, không thể hủy. Tuân lão tiên sinh cân nhắc hồi lâu, lắc đầu, thở dài, hơi khó. Mạc Hòa chấn kinh, 16 văn, đi định phẩm, cũng còn khó sao. Tuân lão tiên sinh nghiêm mặt nói, chắc ngươi cũng biết, thần thức mạnh, chỉ là học trận pháp có căn cơ tốt, cũng không có nghĩa là, trận pháp nhất định sẽ mạnh. Trận pháp cũng phải xem thiên phú, bộ tính, càng phải xem ma luyện. Nơi này là châu giới cần học, thiên kiêu vô số, thiên tài trận pháp, cũng phong phú như sao trời, không thể đếm hết. Phải bảo trì tâm khiêm tốn. Không nên xem thường người khác. Có một số người, thần thức chưa chắc như ngươi, nhưng bọn hắn từ nhỏ vỡ lòng, liền tiếp xúc trận pháp, ra học sâu xa, nội tình thâm hậu, trận pháp lịch duyệt cùng nhận thức, chưa chắc liền không bằng ngươi. Mạc Hòa suy nghĩ một chút, cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy Tuân lão tiên sinh nói rất có đạo lý. Không thể khinh thường thiên tài trận pháp của Càn Châu. Mạc Hòa thành khẩn nói, lão tiên sinh nói đúng lắm, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, đệ tử hiểu được. Tuân lão tiên sinh yên lặng nhìn Mạc Hòa một cái, thầm nghĩ lời này người khác nói là được, chính ngươi cũng đừng nói nữa. Đạo thiên kia, còn không biết là ai đây. Nhưng hắn cũng không tiện nói rõ. Tuân lão tiên sinh suy nghĩ một chút, lại thở dài, bổ sung. Còn có một điểm trọng yếu nhất. Cho dù ngươi có năng lực định phẩm, nhưng định phẩm đạo đình, phải xem danh ngạch, phải có tiến cử, dù sao ngươi tuổi còn quá nhỏ, tư lịch quá nhỏ, không tiện tiến cử. Mà quá trình khảo hạch, kỳ thực là tương đối cứng nhắc, thi thử, có một bộ quy trình rườm rà, nhất định phải học rất nhiều, quy phạm hóa, trình tự hóa, nhưng lại hư mà không thực. Cái này sẽ lãng phí lượng lớn thời gian, hơn nữa ăn ngay nói thật, cũng sẽ không tăng cường tiêu chuẩn trận pháp của ngươi. Nhiệm vụ hiện nay của ngươi vẫn là phải học trận pháp, kiên định, nâng cao chính mình, không nên lãng phí thời gian ở trên những thứ cứng nhắc, thí nghiệm này. Chờ tương lai ngươi, trình độ đủ cao, có cần, lại đi cân nhắc chuyện định phẩm. Ở trước mặt thực lực trận pháp tuyệt đối, những cái ngưỡng cửa vụn vặt, dự thi kia, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Mạc Hòa nghe vậy liên tục gật đầu. Nhưng đồng thời, hắn lại có một chút băn khoăn, lão tiên sinh, ta không định phẩm được, không nhận được nhiệm vụ trận pháp nhị phẩm, tích lũy công huân rất chậm. Kỳ thật hắn hiện tại tích công huân, đã không chậm. Nhưng hắn còn muốn nhanh hơn chút ít. Công huân sao? Tuân lão tiên sinh vuốt vuốt râu, hơi hơi gật đầu. Đây cũng là một vấn đề. Lúc trước hắn đã bỏ qua. Mạc Hòa có thần thức 16 văn, tự nhiên phải học trận pháp 16 văn.
có thể đổi được trận pháp 16 văn, cần không ít điểm công huân, trông cậy vào hắn làm những nhiệm vụ, nhập môn kia, tích góp từng chút một, đoán chừng thật phải tích góp đến ngày tháng năm nào. Việc này sẽ liên lụy rất lớn đến tiến độ học trận pháp của Mặc Hỏa. Chuyện này cũng trái ngược với dự tính ban đầu của hắn. Để Mặc Hỏa tích góp công huân, là để hắn nhận chút ma luyện, kết bạn đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau, có cảm giác vinh dự tông môn, mà không phải cố ý làm khó dễ hắn. Tuần lão tiên sinh hơi trầm tư, nhân tiện nói. Không sao, ta cho ngươi quyền hạn sửa lại, ở trong Thái Hư môn, ngươi chính là nhị phẩm trận sư. Mặc Hỏa ngẩn người. Cái này cũng có thể được sao? Mặc Hỏa nhỏ giọng hỏi, ngài đổi nhị phẩm, coi như là nhị phẩm sao? Đương nhiên, Tuần lão tiên sinh nói, ngươi đã định phẩm, được tông môn tán thành, sẽ cho ngươi quyền hạn tương ứng, tuy bây giờ ngươi không định phẩm, nhưng được sự tán thành của ta, vẫn có thể cho ngươi quyền hạn. Quyền hạn của tông môn, chính là một loại cho phép. Có cho phép, ngươi có thể nhận nhiệm vụ. Bằng không, ngươi tiếp nhiệm vụ nhị phẩm trận pháp, chẳng lẽ còn muốn đưa ra nhị phẩm thiên su giới sao? Mặc Hỏa gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ngươi đưa Thái Hư lệnh cho ta. Mặc Hỏa đưa Thái Hư lệnh cho Tuần lão tiên sinh. Tuần lão tiên sinh tiếp nhận Thái Hư lệnh, không nghĩ gì khác, liền ngay trước mặt Mặc Hỏa, bắt đầu động thủ, sửa chữa quyền hạn của Thái Hư lệnh. Mặc Hỏa ở bên cạnh, nhìn một chút, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong lòng hắn ta dâng lên sóng to gió lớn. Quyền hạn mở đơn giản, thời gian cũng ngắn, nhưng đổi quyền hạn thì khác. Nếu là trước kia, Mặc Hỏa cũng sẽ không hiểu. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã học xong nguyên từ trận, cũng dùng quỷ toán tăng phúc tính toán, hiểu rõ bản chất của lôi văn thứ hai. Hắn thậm chí còn tích góp từng chút một, kho lôi văn thứ, sử dụng thứ lôi văn, giải phong văn và mật văn. Hiện tại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái gọi là quyền hạn sửa chữa, trên bản chất là Tuần lão tiên sinh, lấy một loại thứ lôi văn đặc thù, đảo ngược ảnh hưởng trận pháp, cải biến song trọng từ văn. Từ đó sửa chữa tầng dưới chót của Thái Hư lệnh, sửa đổi quyền hạn của mình. Mặc Hỏa sợ ngây người. Loại cảm giác này, thật giống như có người ở ngay trước mặt mình, dùng chìa khóa ánh vàng rực rỡ, tự tay biểu thị một lần, như thế nào đi mở ra kho báu bí tàng. Tuần lão tiên sinh hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không ý thức được, mình đã làm gì trước mặt Mặc Hỏa. Mà khi đổi quyền hạn xong, trong lòng hắn không hiểu sao sinh ra một tia kinh hãi. Nhưng loại kinh hãi này, vô cùng mịt mờ, thoáng qua tức thì. Tuần lão tiên sinh kinh ngạc một lát, trong lòng vô cùng khó hiểu. Ta cũng không làm gì, sao đột nhiên cảm thấy có chút không an phận. Thay Mặc Hỏa đứa nhỏ này đổi cái quyền hạn mà thôi, cũng không tính vi phạm môn quy tổ huấn đi. Lại nói, một ít môn quy tổ huấn, còn là chính ta định đấy. Chẳng lẽ, có duyên cớ khác? Tuần lão tiên sinh khi nghĩ lại, tất cả đều bật vô âm tín, giống như thứ đã mất đi. Đồ vật bị trộm học, cũng đã bị học rồi. Bởi vì đã đúc thành quả. Tuần lão tiên sinh nhíu mày, trầm tư một lát, trong lòng xác nhận lại nhiều lần, yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Cái này hẳn là, không có quan hệ gì với Thái Hư môn. Ta đây mặc kệ. Chuyện của môn phái khác, một lão đầu tử như ta cũng không xen vào. Tuần lão tiên sinh yên tâm thoải mái, không để ý tới nữa. Hắn quay đầu, trả Thái Hư lệnh cho Mặc Hỏa, chợt sững sờ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Mặc Hỏa, vẻ mặt kinh hỉ, con mắt giống như ngôi sao trên trời, lóe lên. Tuần lão tiên sinh sửng sốt một chút. Đứa nhỏ này, lại nghĩ ra được điều gì rồi. Nhưng ta cũng không dạy hắn cái gì à. Đổi cái quyền hạn mà thôi, hắn có thể học được cái gì. Tuần lão tiên sinh nhíu chặt lông mày, rất là khó hiểu. Thái Hư lệnh, ngươi cất kỹ. Tuần lão tiên sinh dặn dò. Mặc Hỏa phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng gật đầu nói ừ. Sau đó tiếp nhận Thái Hư lệnh, vẻ mặt vui vẻ thu vào. Đứa nhỏ này, rốt cuộc cao hứng cái gì đây? Tuần lão tiên sinh thầm nghĩ trong lòng. Thái Hư lệnh cũng đã sửa lại, thứ không nên học trộm cũng đã học, Mặc Hỏa cáo từ muốn đi. Đúng rồi, Tuần lão tiên sinh đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi tích góp chút công huân, hình như không ít. Lúc hắn vừa mới sửa chữa Thái Hư lệnh của Mặc Hỏa, trong lúc vô tình nhìn một chút, phát hiện bên trong, lại có hơn 100 điểm công huân. Nhiệm vụ công huân nhập môn, bình thường chỉ có mấy điểm. Hơn 100 điểm công huân, phải tích lũy thật lâu. Cũng không biết vẽ bao nhiêu trận pháp, quét bao nhiêu lần bậc thang, nhìn bao nhiêu lần sơn môn. Mặc Hỏa không khỏi gật đầu nói, đúng vậy, ta tích lũy được rất vất vả. Những ngày qua, tội tu bị hắn bắt được,
hoặc là bị làm thịt, ở đạo đỉnh ti nơi đó, đều có thể nối thành hào. Trên đường hoàng tuyền, cũng có thể xếp thành một nhóm tiểu đội. Bởi vậy kiếm lời hơn 1.000 điểm công huân. Hắn mua 6 bộ trận pháp nhị phẩm 16 văn, còn chưa xài hết. Mạc Hòa vẻ mặt rất giỏi. Tuần lão tiên sinh khẽ vuốt cằm, khích lệ nói. Không sai, tiếp tục cố gắng. Mạc Hòa gật đầu nói, lão tiên sinh, ngài yên tâm đi. Mạc Hòa cáo từ tuân lão tiên sinh, trở lại sau khi đệ tử trở lại, liền không kịp chờ đợi bắt đầu cân nhắc bóp méo. Không phải, là, sửa chữa quyền hạn. Sửa chữa quyền hạn. Đây là thứ lôi văn, chân chính ứng dụng. Mạc Hòa trước đó thôi diễn cũng thu nhận sử dụng lôi văn, tuy rằng tích lũy không ít, nhưng khó tránh khỏi có chút hồ đồ, không biết nguyên lý và công dụng căn bản của lôi văn lần này. Nhưng bây giờ, tuân lão tiên sinh có lòng tốt đã chỉ rõ phương hướng cho hắn. Trong đầu hắn, một lần lại một lần, tái hiện quá trình tuân lão tiên sinh sửa chữa thái hư lệnh, cũng tự tổng kết yếu điểm trong đó. Đầu tiên, phải nắm giữ thứ lôi văn. Đơn thuần tích lũy, thứ lôi văn còn không được, còn phải lý giải sâu sắc, hơn nữa chân chính nắm giữ cách dùng thứ lôi văn. Cách dùng trước đó của mình, chỉ là đoán bừa, chọn lựa lôi văn, để giải phong và giải mật. Loại này giống như là, mình gom một đống chìa khóa, đi mở khóa người khác. Tuy loại, vận khí, này là căn cứ vào tạo nghệ trận pháp vững chắc, cùng cực kỳ phức tạp, dung hợp quỷ diễn, trên vận dụng thần niệm thiên cơ lưỡng toán. Nhưng dù sao vẫn còn hơi thô ráp. Hàm lượng kỹ thuật của trận pháp hơi thấp một chút. Mà bây giờ, tuân lão tiên sinh lại biểu diễn một loại thủ pháp hoàn toàn mới. Chính là khống chế thứ lôi văn, đi ngược lại ảnh hưởng từ văn không chừng, sửa đổi định thức từ văn, do đó xây dựng lại trận pháp tầng dưới chót, bóp méo quyền hạn hạch tâm. Giống như là đem chìa khóa, hòa hợp thành kim thủy, tùy tâm sở dục đi sửa chữa làm khóa cửa. Loại hành vi này, không giống như là mở khóa, mà giống như là cải khóa. Đem khóa người khác, dựa theo tâm ý của mình, đổi thành hình dạng mình muốn. Sau khi mở khóa, trận văn tầng dưới chót không thay đổi, tiến vào nhà của người khác. Nhưng sau khi sửa lại khóa, tầng dưới chót trận văn thay đổi, quyền hạn thay đổi. Nguyên từ trận pháp này cấu thành, nhà, là của ai, thì khó mà nói. Ai có thể vào, ai không thể vào, liền do mình định đoạt. Mà trung tâm của tất cả những thứ này, chính là giữa tử vân, loại này tuy rằng yếu ớt, mịt mờ, nhưng lại càng thêm bản chất liên hệ thứ sinh lôi lưu, cũng chính là thứ lôi văn. Thứ hai, là hình dạng và cấu tạo của tử văn. Lấy thứ lôi văn thay đổi tử văn, thì phải học tập đủ loại trận pháp nguyên từ, nắm giữ nhiều loại định thức tử văn cùng phương thức phù hợp với bất định tử văn. Tương lai như vậy, khi mình có thể sử dụng lôi văn thứ hai, sửa đổi trận pháp nguyên từ, mới biết được phải sửa như thế nào, đổi thành bộ dáng gì, có hiệu quả gì. Thứ ba, là nguyên từ trận xu. Nhưng vấn đề nguyên từ trận xu, trước mắt Mạc Hỏa còn không hiểu rõ lắm. Nguyên từ trận mà hắn học, còn không liên quan đến trụ cột trận, hắn cũng không biết rõ nên ứng dụng như thế nào. Nhưng căn cứ vào vài lời chỉ điểm trước tuân lão tiên sinh, Mạc Hòa phỏng đoán, tất cả nguyên tử trận pháp cỡ lớn, từng nguyên tử trung đoan, đều do trận xu thay đổi, khống chế tầng tầng. Hạch tâm của quyền hạn cũng phụ thuộc vào trụ cột trận. Truyền thừa ngọc giản giải phong và giải mật, đều là nguyên tử trận pháp đơn nhất, cũng không liên quan đến quyền khống trận xu. Nhưng truyền thư lệnh, thái hư lệnh loại trận pháp phức tạp này, thì không giống. Nhưng những trận pháp này đều là chuyện trên 17 văn. Mạc Hòa chỉ có thể chờ sau này khi thần thức đủ mạnh, học được trận pháp tương quan, lại chậm rãi lĩnh hội. Mạc Hòa trong lòng tổng kết quy nạp một chút. Từ thứ lôi văn, đến định tắc tử văn, lại đến lôi từ tầng cấp trận xu. Đây chính là tuân lão tiên sinh, tâm lương khổ tự tay biểu diễn cho mình, lấy thứ lôi văn làm điểm xuất phát, cấp độ rõ ràng, kết cấu nghiêm cẩn, cũng tiến hành theo chất lượng, lĩnh ngộ và quá trình ứng dụng của lôi từ trận pháp. Mạc Hòa yên lặng cảm kích tuân lão tiên sinh một chút. Sau đó cho mình học tập trận pháp từ nguyên, làm quy hoạch. Chuyện cần làm tiếp theo chính là học thêm nguyên từ trận, tích lũy lôi văn nhiều lần, sau đó thử nghiệm bước đầu, dùng thứ lôi văn để bóp méo từ văn. Chờ thần thức mạnh hơn chút nữa, lại học trận pháp nguyên từ cao thâm hơn, 17 văn trở lên. Sau đó lại học nguyên từ phục trận bao hàm kết cấu trận xu. Đợi đến khi từ văn thuộc nằm lòng, trận xu hiểu rõ trong lòng, vận dụng thứ lôi văn, khu xử như cánh tay. Cuối cùng lại từng bước một, đi tìm hiểu và khống chế, lôi từ đại trận chân chính ứng dụng trong hệ thống công huân tông môn. Trở thành chủ nhân trong nguyên từ mật văn, thứ lôi lưu chuyển, đánh cắp cơ mật, chi phối lôi từ. Một khi có thể phá giải đại trận,
quyền hành của mình sẽ vượt qua tất cả cấp bậc trận khu của đại trận. Cơ mật của tông môn toàn bộ giới Càn Học Châu đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Mặc Họa trong lòng vui thích ước mơ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ trước một chút. Hiện tại hắn vừa mới trúc cơ, vừa học phong hỏa nguyên từ trận 16 văn, cách mục tiêu này còn rất xa xôi. Cơm phải ăn từng miếng, trận pháp cũng phải học từng bộ. Tăng cường thần thức, càng không phải một lần là xong. Mặc Họa tĩnh tâm lại, vẫn nghiên cứu trận pháp, thôi diễn ghi chép thứ lôi văn. Nhưng trong lòng có giàn giáo, lại học, liền không giống trước đó mộng mê, cảm thụ đối với thứ lôi văn, cũng càng sâu. Từng đạo lôi văn thứ cấp, cũng giống như sống lại, có cảm ứng vi diệu với Mặc Họa. Mặc Họa phảng phất có thể cảm nhận được, những thứ lôi văn phiền phức này, cùng với từ lưu yếu ớt xen lẫn bên trong, những đại đạo pháp tắc tối nghĩa kia. Chúng nó phảng phất đang chậm rãi phù hợp với thần niệm của mình. Thâm ảo mà huyền diệu. Chỉ là trở ngại cường độ thần thức, quá trình này vẫn tương đối chậm chạp. Mặc Họa sâu sắc cảm nhận được, thần thức của mình vẫn là không đủ mạnh. Rất nhiều thứ hắn muốn học, căn bản còn không có biện pháp đi học. Thần thức 16 văn. Tuy so với tu sĩ cùng giới, cùng với tu sĩ cùng cảnh giới, thần thức của hắn đã là dẫn trước rất xa. Nhưng chân chính liên quan đến thần thức thâm ảo diễn toán, cùng với tìm hiểu trận pháp cao cấp, thần thức 16 văn, dù cho chất biến, vẫn lộ ra giật gấu vá vai. Thần thức của hắn trước mắt còn chưa đủ để trèo chống chính mình, đi nghiên cứu học vấn trận pháp cao thâm hơn. Nhưng thần thức tăng trưởng, như dòng nước nhỏ giọt, hợp thành sông lớn, từng chút, lại không thể gấp gáp. Mặc Họa thở dài. Dưới tình huống không có tăng thêm cơm, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại, yên lặng học trận pháp, chậm rãi ma luyện thần thức. Đại khái nửa tháng sau, buổi tối, giờ tí 10 điểm. Mặc Họa nằm sấp trên bàn, làm xong bài tập hôm nay, học xong mấy môn trận pháp bát quái, đang chuẩn bị tiến vào thức hải, mô phỏng trận pháp nguyên tử, thôi diễn thứ lôi văn, bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn cảm giác được, cách vách có chút dị động. Đó là một loại cảm giác mịt mờ, lạnh như băng, tà dị. Phảng phất như có nhân quả yêu dị, âm thầm sinh sôi, tà ma dữ tợn, chảy nước miếng, treo ngược từ nóc nhà xuống. Hai mắt Mặc Họa tỏa sáng. Rau hè, lớn lên rồi. Hắn lập tức đứng dậy, vừa ra khỏi cửa đã đụng phải văn nhân vệ. Văn nhân vệ thân hình cao lớn, đứng ở cửa ra vào, thần sắc ngưng trọng, mang theo vài phần do dự, tựa hồ do dự có nên quấy rầy Mặc Họa hay không. Thấy Mặc Họa đi ra, hắn có chút kinh ngạc, lập tức chắp tay nói. Tiểu Mặc công tử, Du thiếu gia hắn, hình như lại gặp ác mộng. Mặc Họa gật đầu, lại nhấn mạnh một lần nữa nói. Ta không xuất thân thế gia, không cần gọi ta là công tử. Văn nhân vệ gật đầu nói, vâng. Nhưng vẻ mặt hắn nghiêm túc, hiển nhiên là một bộ, ta đáp ứng thì đáp ứng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa ở chỗ này, sẽ không đổi giọng. Mặc Họa bất đắc dĩ, chỉ có thể đi xem Du Nhi trước. Gian phòng của Du Nhi, bố trí vừa thoải mái vừa ấm áp, ở giữa được ngăn cách bởi bình phong, bên ngoài có văn nhân vệ ở. Du Nhi ở bên trong, giường đệm mộc mạc mềm mại, có một cái thảm nhung lông, bốn phía dựng bình phong núi sông, đốt lư hương an thần. Cảnh tượng bốn phía, mắt thường nhìn qua, một mảnh thanh nhã yên tĩnh. Nhưng Du Nhi trên giường lại cau mày, tay chân nhỏ bé giãy giụa lung tung, dường như đang trong sự hoảng sợ. Văn nhân vệ lộ vẻ lo lắng, chỉ mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặc Họa ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử trong nháy mắt thâm thúy, liền thấy trong hư vô sinh ra hoa văn nhân quả, nước đen sền sệt, từ nóc nhà chảy ra, từng cánh tay và móng vuốt của yêu ma, giống như cây hẹ, dài, ra từ trong khe hở hư không. Mặc Họa kìm lòng không được, liếm liếm môi, liền nói với văn nhân vệ. Vệ đại thúc, ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút đi, ta ở chỗ này trông coi. Văn nhân vệ giật mình, lo lắng nói. Tiểu Mặc công tử, cái này. Không có chuyện gì. Mặc Họa cười nói, sau đó liền nhặt bồ đoàn lên, ngồi ở bên cạnh Du Nhi, ngăn ở giữa Du Nhi và yêu ma, vẻ mặt nhẹ nhàng thong dong, thậm chí còn có chút. Chờ mong. Tựa như thời điểm ăn tiệc, đang chờ, lên đồ ăn. Văn nhân vệ nhíu mày, chần chờ một lát, chắp tay nói. Vậy làm phiền Tiểu Mặc công tử. Sau đó văn nhân vệ đi ra bên ngoài, ánh mắt trầm ổn, cảnh giác bốn phía, đồng thời cũng phân ra một tia thần thức, lưu tâm đến Mặc Họa. Trong lòng hắn có chút bất an. Chuyện Du thiếu gia, vô cùng kỳ quặc, hắn chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng thật sự gặp qua. Mà hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy, Du thiếu gia đang gặp ác mộng, tựa hồ có yêu nghiệt quấn thân.
Nhưng hắn nhìn thấy, thần thức quét qua, vẫn không phát hiện được gì. Giống như là chuyện nhân quả xoắn ốc, hư thực lưỡng giới. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, lại cũng nhìn không ra một chút manh mối nào. Nhưng hắn biết, vì tiểu công tử họ Mặc này, vừa rồi đích xác xác thực, nhìn, được cái gì. Đến tột cùng là thứ gì, quỷ gì tà môn như thế. Chính mình một tu sĩ kim đan hậu kỳ đỉnh phong nhìn không thấy, mà một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, lại có thể nhìn thấy. Ánh mắt văn nhân vệ ngưng trọng, trong lòng hoang mang. Ngay lúc này, bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Văn nhân vệ như có như không cảm giác được, tựa hồ có thứ gì đó, vô cùng phẫn nộ, ác ý ngập trời, nhấc lên trận trận tà phong. Sau đó một trận hoảng hốt. Tiểu công tử họ Mặc sắc mặt trắng nhợt, khuôn mặt hung ác nham hiểm, chậm rãi nhắm mắt lại. Phảng phất như, hắn lấy thân làm tấm chắn, vì Du thiếu gia, ngăn cản, sát khí, gì đó. Văn nhân vệ trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về phía Mặc Họa nhiều hơn một tia kính trọng. Trẻ con lớn như vậy, lại có ý chí hiệp nghĩa, xá mình vì người, như thế, thật sự hiếm thấy. Mà trong thức hải, Mặc Họa mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt vẫn là trước sau như một. Nước đen tràn ngập yêu ma dị dạng, cười dữ tợn, tà dị hoang đường, như là địa ngục. Yêu ma quỷ quái nhìn thấy thần niệm hóa thân của Mặc Họa, ấu tiểu, như thế, thuần khiết, như thế, nhào nhào lộ ra thần sắc tham lam. Trong mắt chúng, Mặc Họa chỉ là món khai vị. Nhưng rất nhanh, Mặc Họa liền để bọn chúng hiểu. Đến tột cùng ai mới là món khai vị đây? Mặc Họa cười lạnh, ngón tay vạch một cái, giống như phán quan vô tình, bút sắt vung lên, liền đem những tiểu quỷ yêu ma này phán quyết sinh tử. Một trận pháp hùng vĩ xuất hiện. Trên mặt đất, trận văn đỏ tươi, hỗn tạp, nham thạch nóng chảy chảy. Núi đá xung quanh lởm chởm hóa thành lồng giam. Trận pháp hóa thành ngọn lửa hừng hực, đem đám yêu ma quỷ quái này, sống sờ sờ vây khốn đốt giết, luyện hóa hết. Sau đó Mặc Họa mở cái miệng nhỏ ra, lại nuốt lấy những yêu ma này. Sau khi nuốt xong, Mặc Họa chậc lưỡi, vẫn chưa thỏa mãn, sau đó lại tìm kiếm bốn phía nửa ngày, thần sắc thất vọng. Hắn thấy nước đen lan tràn, ma khí rất đậm, cho rằng bên trong còn có thể cất giấu sừng dê sừng trâu hoặc là cái sừng gì đó. Mình còn có thể uống thần niệm, cốt tủy, màu vàng. Đáng tiếc không có. Chỉ có yêu ma cấp thấp lấp bụng để đỡ đói. Không biết thừa hành sừng dê, khi nào thì đến. Mặc Họa lắc đầu, rời khỏi thức hải, mở mắt ra, vẻ hung ác trên khuôn mặt quét sạch, tái nhợt rút đi, trở nên đỏ bừng. Mà đôi mắt kia, tinh thần càng sáng láng, thần thức sung mãn. Văn nhân vệ vẫn luôn chú ý tới hắn, thần sắc ngẩn ra, hơi kinh hãi. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Hắn vẫn lưu ý tới Mặc Họa, trong mắt hắn, tiểu Mặc công tử này, nguyên bản vẻ mặt tái nhợt, trên ấn đường hiện ra âm khí, nhưng cũng không lâu lắm, lại như thang ốc tuyết, đều tiêu tán hầu như không còn. Văn nhân vệ có chút thất thần. Chẳng lẽ, tiểu công tử này thật sự là thân thể vạn tà bất xâm, phúc vận quảng đại? Như đại tiểu thư nói, hắn là phúc duyên của Du thiếu gia. Mặc Họa nhìn Du Nhi, thấy hắn không còn sợ hãi, ngủ say sưa, liền kéo kéo góc chăn cho hắn, đứng dậy rời đi, đi đến trước mặt văn nhân vệ nói. Vệ đại thúc, hẳn là không có việc gì, ta đi về trước. Văn nhân vệ khó nén được sự kinh ngạc trong ánh mắt, chắp tay trịnh trọng nói. Tiểu Mặc công tử, làm phiền. Đợi đến khi Mặc Họa rời đi, văn nhân vệ bỗng nhiên gọi hắn lại, trầm mặc một lát rồi nói. Tiểu Mặc công tử, nếu có gì sai phái, cứ việc phân phó. Mặc Họa có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không cự tuyệt ý tốt của văn nhân vệ, cười nói. Cảm ơn vệ đại thúc. Sau khi trở lại phòng, Mặc Họa tiếp tục ngồi thiền minh tưởng. Bởi vì ăn nhiều, cho nên cần tiêu thực tiêu. Cho nên hắn minh tưởng thủ tâm, vứt bỏ tà niệm, từng tia yêu ma thần niệm kia từng chút bị hắn hấp thu, cũng hoàn toàn luyện hóa. Thần thức của Mặc Họa cũng được tăng cường rõ ràng. Đại khái bằng được, một tháng ma luyện trận pháp. Mặc dù khoảng cách đến 17 văn còn xa, nhưng loại thần niệm, niềm vui ngoài ý muốn, này cũng tương đối khách quan. Nếu mỗi ngày đều có, ăn, thì tốt rồi. Mặc Họa nhìn không được thầm nghĩ. Lập tức hắn lại lắc đầu, cảm thấy mình có chút lòng tham. Thỉnh thoảng ăn một bữa là được rồi, đâu còn có thể ăn mỗi ngày. Yêu ma cũng không phải là cửu thái thật. Cho dù là rau hẹ, cũng không thể nào mọc nhanh như vậy được. Mặc Họa tiếp tục tính tâm tu hành, ngưng thần suy nghĩ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng yêu ma xuất hiện, lại hiện lên trong đầu. Hư vô hoa văn, nhân quả xiềng xích, nước đen sền sệt.
Mặc Họa nhíu mày thầm nói, cũng không biết những yêu ma này là chịu hiệu lệnh của ai, lại làm sao thông qua xiềng xích nhân quả đưa đến bên cạnh Du Nhi. Mặc Họa suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt hơi sáng lên. Nếu mình biết phương pháp khống chế yêu ma, vậy có phải có thể nghĩ biện pháp điều khiển từ xa, để bọn họ đưa nhiều điểm hơn. Thậm chí không cho những yêu ma này lại đi tìm Du Nhi. Du Nhi là một đứa trẻ, ngày ngày bị kinh hãi, ngủ không yên, thật đáng thương. Trực tiếp để bọn chúng tới tìm ta đi. Ta không cần ngủ, có thể một mực chơi với chúng nó. Tính toán trong lòng Mặc Họa, đánh đến mức keng keng vang lên. Hắn yên lặng nhớ ký chuyện này, nghĩ sau này khi rảnh rỗi, nhất định phải làm rõ pháp môn nhân quả trong này, sau đó nghĩ cách đổi địa chỉ. Yêu ma quỷ quái, rất nguy hiểm, không thể để hàng xóm thu thay. Trực tiếp đưa hàng tới cửa, một bước đúng chỗ, đặt ở trong nhà mình, vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mặc Họa gật gật đầu, cảm thấy nhu cầu của mình rất hợp lý. Mà một lát trước, cấm địa phía sau núi Thái Hư Môn. Trong kiếm trùng xâm nghiêm đầy núi. Một lão già toàn thân khô gầy, râu dài rủ xuống đất, mở hai mắt ra. Như hỗn độn sơ phán, thái hư lưu chuyển, trong mắt lão già, toát ra một tia kiếm quang cực sắc bén, ẩn chứa khí thế vô thượng. Yêu tà phương nào, dám hiện thân ở thái hư. Ngón tay hắn vân vê, muốn tìm ra nguồn gốc của thiên cơ, theo quả suy nhân, kiếm chạm tà ma. Nhưng vừa mới thôi diễn, hắn liền nhíu mày. Không có. Biến mất rồi. Là bị cái gì, cho, ăn, rồi. Lão già có chút kinh ngạc. Thái hư môn ta, từ khi nào nuôi một con thần thú ăn tà ma rồi. Ánh mắt lão già biến ảo trong thái hư kiếm chủng. Từ vạn năm trước, thiên cơ ô uế, thần niệm của muôn dân yếu kém, không thể có thần thú gì. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Một đoàn sương mù bao phủ trong lòng. Lão già tâm thần hóa kiếm, thôi diễn căn nguyên yêu tà biến mất. Thần niệm như kiếm, thoáng qua phá vỡ sương mù, sau đó cảnh sắc biến đổi, đập vào mắt là một mảnh huyết hồng. Chân trời đỏ thẫm như máu, khắp núi thây, một vương giả trong xác chết dữ tợn mà uy nghiêm, quanh thân bị xiềng xích trói buộc, chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt kia tràn ngập bạo ngược, máu tanh, cùng với đạo ẩn vặn vẹo. Đào Nguyệt, lão già ánh mắt hoảng sợ. Trong chốc lát, gió lạnh đột nhiên nổi lên. Hành thi và thiết thi vô biên giống như thủy triều, xâm nhập vào thức hải của hắn, hung hãn không sợ chết mà cắn xé thần thức của hắn. Lão già kinh ngạc một lát, sau đó trong khuôn mặt khô gầy, toát ra một phần ngạo nghễ. Thần niệm của hắn ngưng tụ thành kiếm ý lẫm liệt, giống như lưỡng nghi hỗn độn, thái hư lưu chuyển, kiếm quang huyền ảo, trong nháy mắt nở rộ, xoắn giết ra. Tất cả xác chết biết đi thiết thi chạm đến kiếm quang đều bị nghiền thành bột mịn, rảo sát hầu như không còn. Thấy thi triều bị kiếm quang tiêu diệt, thi vương gào thét, xiềng xích nhân quả quanh thân rung động. Chỉ trong nháy mắt, nó liền men theo xiềng xích nhân quả mịt mờ, lấn đến gần lão giả, mở ra miệng lớn huyết tinh, cắn một cái vào trên cánh tay lão giả. Lão giả mặt lộ vẻ kiên quyết, thần niệm hóa kiếm, một kiếm chém tới. Một kiếm này, chém trúng thi vương. Nhưng phảng phất như chém vào khoảng không. Quanh thân thi vương có nhân quả quấn quanh, dường như tồn tại ở một tầng hư ảo khác. Lão giả nhíu mày, lại chém một kiếm. Một kiếm này, chém chính là nhân quả. Thái hư kiếm ý, mênh mông cuồn cuộn, như cửu thiên ngân hà, một kiếm chém tới, chặt đứt xiềng xích nhân quả, cũng chặt đứt hiện tượng huyết hải đạo nghiệt của thi vương. Núi thây biển máu, trong nháy mắt biến mất. Hậu sơn yên tĩnh, mộ kiếm hoang vắng, tàn kiếm đầy đất. Dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng lão giả biết, trong thần thức của hắn có một vết cắn. Thương thế cũng không nặng, nhưng một tia tà niệm khát máu, rót vào thức hải của hắn, ăn mòn đạo tâm của hắn, để hắn sinh ra sát ý băng hàn. Cùng lúc đó, trưởng lão ở giữa, Tuân lão tiên sinh đang cầm đuốc đọc sách đêm, lật xem trận thư, vẻ mặt đột biến. Sát ý chấn động, thần niệm hóa kiếm. Tuân lão tiên sinh mặt trầm như nước, đưa tay vạch một cái, vẽ ra một vết nứt đen kịt từ trong hư không, sau đó cất bước tiến vào vết nứt, lúc hiện thân, đã xuất hiện ở trong mộ kiếm ở cấm địa phía sau núi. Khắp núi kiếm chủng, cũng không có dị trạng. Chỉ có lão già ở giữa, dường như đạo tâm bất ổn, thần thức tràn ra bốn phía, một cỗ kiếm ý ẩn chứa sát khí kinh thiên, xúc mà không phát, làm cho người không rét mà run. Nhưng loại sát ý kiếm đạo này, tu sĩ tầm thường căn bản không phát hiện được. Trưởng lão cùng đệ tử cả tòa núi Thái Hư vẫn bình yên chìm vào giấc ngủ, không có ý thức được trong cấm địa xảy ra chuyện gì. Nhưng Tuân lão tiên sinh biết. Hắn nhìn về lão giả bên trong kiếm chủng,
trong đôi mắt lộ ra cảm xúc phức tạp, sau đó thở dài, sư huynh, ngươi lại xuất kiếm. Lão giả râu dài trắng bệch sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đang khắc chế cái gì, trên khuôn mặt, kiếm khí tung hoành, sắc ý lưu chuyển. Hồi lâu sau, hắn mới dựa vào tu vi cao thâm, cưỡng ép ổn định đạo tâm, đè nén sắc ý, thần sắc khôi phục như thường, nhưng thần niệm của hắn vẫn bị nhân quả thi độc, ô nhiễm. Một tia đạo uẩn đỏ máu vặn vẹo, quấn quanh ở giữa. Tuần lão tiên sinh thấy thế, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là... Lão giả râu dài ngẩng đầu, nhìn tuần lão tiên sinh một cái, cười khổ nói. Không ngờ, lại là... Đạo nghiệt. Tuần lão tiên sinh nghe vậy, thần sắc nghiêm trọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả râu dài lắc đầu nói, bọn đạo trích yêu tà, nhập vào thái hư ta, ta vốn định đẩy nhân quả, một kiếm chém chết, nhưng không biết làm sao, không hiểu ra sao, chém ra một đạo nghiệt. Nếu không phải đạo nghiệt này, cảnh giới thấp, lại chỉ có nửa bước chi cảnh, còn không tu thành hoàn toàn chi thể. Nếu không, với thần niệm còn sót lại của ta, đạo tâm của hữu khuyết, sợ là đã bị ô nhiễm, trở thành khôi lỗi của đạo nghiệt, nhục thân là người, đạo tâm thành thi. Lão giả râu dài thở phào một hơi thật sâu, trong lòng phát lạnh. Ánh mắt tuân lão tiên sinh ngưng trọng, có người bố cục, đang dưỡng đạo nghiệt. Lão giả trầm tư chốc lát, lắc đầu, không giống lắm, không giống như là trăm phương ngàn kế, nuôi đạo nghiệt, càng giống như là. Ta kiếm trảm nhân quả, trong lúc vô tình, đụng phải đồ vật không nên đụng, phạm vào cấm kỵ, chọc phải nghiệt xúc này. Tuân lão tiên sinh không hiểu, nhân quả đạo nghiệt. Lão giả râu dài gật đầu nói, con nửa bước đạo nghiệt này. Như là đã chết, như oán khí khó tiêu, ký túc ở trên thân, thứ, gì đó. Đạo nghiệt, đã chết, tuân lão tiên sinh nhíu mày càng chặt hơn, đất một giới, dưới quy tắc đại đạo, đạo nghiệt há có thể chết dễ dàng như vậy. Thần thánh phương nào lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể vượt qua pháp tắc thiên đạo, chém giết đạo nghiệt. Lão giả râu dài nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở hai mắt ra, thần sắc nghiêm nghị. Chậm rãi nói. Vạn vật trên thế gian, có sống liền có chết. Đạo nghiệt chỉ là kết quả của đại đạo dị dạng, dưới thiên đạo pháp tắc, vô địch một giới, nhưng cũng không có nghĩa là, chính là vật bất tử bất diệt. Nó có thể sống, tự nhiên cũng có thể chết. Chỉ là ta không nghĩ tới, ta trông coi kiếm chủng, bế sơn không ra, lại cũng có thể không hiểu thấu, bị đạo nghiệt cắn một cái. Lão giả râu dài ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm không sao, than thở nói. Người nọ đã chết. Tiên duyên của Quy Khư Thiên Táng hiện thế, thiên cơ lặng yên không một tiếng động chuyển động, chuyện không thể nắm lấy, cũng càng ngày càng nhiều. Tuân lão tiên sinh nhíu mày. Châu giới càn học, thế gia hưng thịnh, thái bình lâu ngày, quả thật đã rất lâu không nghe được hai chữ, đạo nghiệt này. Bây giờ nghe lại có cảm giác như đã cách một đời. Tuân lão tiên sinh bấm ngón tay tính toán, bỗng nhiên trong lòng run lên, yên lặng buông tay xuống, chỉ hỏi. Đạo nghiệt thế nào? Trong núi thây biển máu, một bộ thi vương. Thi vương. Tuân lão tiên sinh yên lặng ghi nhớ, sau đó ngẩng đầu nhìn lão giả râu dài một cái, trong ánh mắt toát ra lo lắng thật sâu. Sư huynh, huynh không sao chứ? Lão giả ho khan vài cái, giọng khàn khàn nói. Tính dưỡng một ít thời gian là được, mặc dù lúc này không giống ngày xưa, nhưng một nhân quả đạo nghiệt, còn không đến mức khiến thần niệm của ta đại thương. Lão giả nói xong, lại không ngừng ho khan vài tiếng. Khí tức của hắn cũng dần dần yếu đi, tựa hồ là thương thế nguyên bản, lại tăng thêm. Tuân lão tiên sinh sinh lòng không đành lòng, thở dài. Sư huynh, thần niệm hóa kiếm, đừng dùng nữa. Ta biết phân tất. Sư huynh. Lão giả râu dài, vẻ mặt hờ hững. Tuân lão tiên sinh thở dài, ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi tu thần niệm chi kiếm, hẳn là còn rõ ràng hơn ta. Thần niệm hóa kiếm, tuy có kiếm y vô thượng, có thể chém vật hữu hình. Cũng có thể chém thần vô hình, nhưng thành cũng kiếm ý, bại cũng kiếm ý. Kiếm ý này không phải kiếm khí bên ngoài, mà là thần niệm của chính ngươi. Kiếm ý đã xuất, hoặc đả thương người, hoặc tự thương, thậm chí lúc đả thương người, cũng đang hao tổn thần niệm của bản thân. Kiếm tu tầm thường, lấy kiếm chém người, kiếm khí tổn thương, còn có thể chữa trị, kiếm khí gãy, còn có thể đúc lại, kiếm khí hủy, luyện thêm một thanh là được. Nhưng thần niệm lại khác. Thần niệm hóa kiếm, kiếm tổn thì thần thương, kiếm gãy thì thần tịch, kiếm hủy thì thần vong. Đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, tuân lão tiên sinh nhìn lão giả râu dài, thần niệm hóa kiếm, kiếm ý rời khỏi thân thể là chuyện rất dễ dàng, bị tà ma ô nhiễm, một khi bị ô nhiễm, đạo tâm sẽ nhiễm dơ bẩn, khó lòng vấn đỉnh đại đạo,
thậm chí. Tuân lão tiên sinh đau xót trong lòng, không nói tiếp. Lão giả râu dài lại cười khổ một tiếng, tự giễu nói. Thậm chí giống như ta, người không ra người, quỷ không ra quỷ, giữ lại túi ra, tự giam mình sao? Sư huynh, ta biết. Lão giả râu dài thở dài, ta biết a, môn kiếm quyết này, không thể tu nữa. Ta là người tu kiếm quyết này, người cuối cùng. Từ nay về sau các đời đệ tử Thái Hư môn đều không được tu thần niệm hóa kiếm chân quyết, cũng không được nói cho bọn hắn biết, môn kiếm quyết này tồn tại. Môn truyền thừa này, đến ta mà kết thúc. Vậy theo ta, cùng chôn vùi chết héo ở trong Thái Hư chủng này. Nhưng mà, ta còn chưa có chết. Khuôn mặt lão giả râu dài khô héo, nhưng hai mắt lại lộ ra phong mang. Ta còn là truyền nhân của Thái Hư kiếm quyết. Những tà ma phạm Thái Hư ta, thần niệm, nhân quả, sát cơ diễn sinh trong thiên cơ, ta không thể không dùng kiếm chảm chết. Dù là thần niệm hao tổn, dù là thần tử đạo tiêu. Đây cũng là ta, cuối cùng có thể làm chuyện này. Tuân lão tiên sinh vừa kính nể, vừa khổ sở, không khỏi thở dài, an ủi nói. Cằn học châu giới, thế gia thế chân vạc, tông môn hưng thịnh, một mảnh phồn hoa, một số yêu ma mị, hạng người đạo trích, không dám mạo phạm bát đại môn. Sư huynh, ngươi cũng không cần. Lão giả râu dài thần sắc lạnh lùng, khẽ cười nói, những lời này, chính ngươi tin sao? Tuân lão tiên sinh ngẩn ra. Trường khuyết lão giả nhìn tuân lão tiên sinh, thở dài nói, sư đệ à, ngươi là trận pháp tông sư, chẳng phải là rõ ràng hơn ai khác sao? Thái Hư môn chúng ta, căn bản không có thiên cơ thuật toán truyền thừa. Thái Hư môn ta, từ trước đến nay không dựa vào phép tính, mà là dựa vào kiếm pháp. Nếu có tà ma xâm lấn, lợi dụng thần niệm Thái Hư hóa kiếm, chém giết tà ma, chặt đứt nhân quả, ngăn cách hung hiểm bên trong thiên cơ. Chúng ta chỉ có thể giết. Toán pháp chân chính, chúng ta học không được, cũng không tinh thông được, cho nên có nhiều thứ, căn bản không nhìn thấy. Tuân lão tiên sinh trầm mặc. Trong lòng của hắn cũng biết, vị sư huynh này của mình, nói là sự thật. Thiên cơ thuật toán, vượt xa trận đạo tính toán. Những thôi diễn kia của mình, đều chỉ là căn cứ vào trận đạo tính toán, mà không phải thiên cơ thuật toán chân chính, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một ít nhân quả, nhưng không cách nào nhìn trộm căn nguyên. Lão giả râu dài lại nói, nếu không tính ra được, chỉ dùng mắt nhìn, ngươi làm sao biết, cái gọi là phồn hoa hưng thịnh, chính là chân tướng chứ. Tuân lão tiên sinh nhíu mày, Thái Hư môn ta không tinh thông phép tính, nhưng những tông môn khác. Lão giả râu dài lắc đầu, toàn bộ châu giới cần học, bất kể là trận đạo phép tính, hay là phép tính thiên cơ, đều đã xuống dốc. Đã từng là châu giới cần học, trận đạo hưng thịnh, đạo tâm của tu sĩ kiên định, lòng mang thiên hạ, cho nên tu sĩ thiên cơ xuất hiện lớp lớp. Nhưng hôm nay, mặc dù có phép tính, nhưng thế gia tông môn chỉ tính là tư lợi của bản thân, không tính thương sinh, không tính thiên mệnh. Trưởng môn trưởng lão nắm giữ tông môn, thậm chí là thế gia, ăn lợi mà mập, có nhiều thứ bọn họ căn bản không nhìn thấy, hoặc là nói, bọn họ không muốn nhìn thấy, không muốn nhìn thấy. Lợi dụng hun tâm, thì thiên cơ che đậy. Một khi thiên đạo bị che đậy, thiên ma ngoại vực, tà thần man hoang sẽ dục dịch, lấy lòng người làm giường ấm, sinh sôi nảy nở. Lão giả râu dài thần tình hờ hững. Những người đó chỉ nhìn thấy biểu tượng phồn hoa, không nhìn thấy căn cơ của sự đọa lạc. Càng không biết trước được, trong thiên cơ nhân quả, những nhân tâm kia thối nát, những tà ma đáng sợ kia. Cuối cùng sẽ có một ngày, những tà ma này, sẽ làm hỏng đạo thống của Thái Hư môn ta. Ta còn sống, còn có thể lấy kiếm chém chết. Nếu ta chết, lại như thế này. Lão giả râu dài có vẻ thấy chết không sờn nhưng lại lộ ra vài phần bi thương. Tuân lão tiên sinh nghe vậy, thở dài thật sâu. Sư huynh, lời sàm ngôn quá lời. Châu giới càn học có vô số cường giả, tóm lại sẽ có biện pháp, ngươi không cần quá mức suy nghĩ, tính dưỡng thật tốt mới là. Trường khuyết lão giả trầm mặc, ngậm miệng không nói. Tuân lão tiên sinh không nói gì nữa, nhưng trong ánh mắt cũng là lo lắng. Thứ không nhìn thấy được mới là đáng sợ nhất. Hắn thở dài, liền xoay người rời đi. Không biết qua bao lâu, lão giả râu dài lại chậm rãi mở hai mắt ra, vuốt ve một thanh kiếm gãy trong tay, thấp giọng lẩm bẩm nói. Xin lỗi, ta muốn ngươi ở cùng ta. Cùng nhau chết, ở trong kiếm chủng này. Kiếm gãy cổ xưa cũng trầm mặc, hoàn toàn tĩnh mịch. Cả tòa hậu sơn trống rỗng tịch liêu. Trong kiếm chủng đen kịt, lão giả ngồi bất động trên mặt đất, bốn phía rơi đầy tàn kiếm, xiềng xích cũ kỹ chẳng chịt, phảng phất như lấy kiếm làm trận. Giam cầm lão trong Thái Hư cấm địa, trọn đời không thể thoát khốn. Đệ tử ở giữa, tiểu thần thú, mặc họa,
ăn, yêu ma, sau khi tiêu hóa, lại nghỉ ngơi một hồi. Ngày kế tiếp hừng đông, liền giống như không có việc gì, đi học. Thiên cơ mịt mờ, nhân quả ẩn nấp. Hắn còn không biết, có một lão tổ tông của tông môn, bị thi vương hắn nuôi ở trên người cắn một cái. Hắn vẫn tu hành, lên lớp như mọi khi. Chỉ có điều thời gian còn lại của khóa, lại nhiều thêm một chuyện. Nhận nhiệm vụ nhị phẩm trận pháp, kiếm công huân. Tuân lão tiên sinh thay đổi quyền hạn cho hắn, hiện tại mặc dù hắn còn chưa có định phẩm, nhưng ở bên trong thái hư môn, chí ít ở bên trong thái hư lệnh, đã tính là một trận sư nhị phẩm. Lúc tuần hưu, nhận nhiệm vụ truy nã tội tu, tuy rằng kiếm được không ít công huân. Nhưng so sánh mà nói, khẳng định là vẽ trận pháp nhị phẩm, kiếm lấy giá trị công huân cao hơn. Dù sao tuần hưu chỉ có 2 ngày, chỉ kịp làm một nhiệm vụ. Mà ở trong tông môn đi học, lại có 8 ngày, chỉ cần có rảnh, mỗi ngày đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ, vẽ trận pháp. Huống chi, hai người còn không xung đột. Mình bình thường vẽ trận pháp kiếm công huân, chờ tuần hưu, ra ngoài, giải sầu. Bắt mấy tên bại hoại, tiếp tục thí nghiệm và cải tiến, thiết bản, lại thu được mấy môn pháp thuật, còn có thể kiếm được công huân. Hai bút cùng vẽ như vậy, công huân kiếm được càng nhanh càng nhiều. Nhị phẩm trận pháp nhiệm vụ, không cần tìm mộ dung sư tỷ, mặc họa có thể tự mình tiếp. Hắn nhìn chằm chằm thái hư lệnh, một mực tìm nhiệm vụ. Chỉ là xin tới trưa, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản không có người nguyện ý giao nhiệm vụ cho hắn. Trong thái hư lệnh, dưới tên đệ tử, sẽ có ghi chép, dưới điều mục có ghi chép. Dưới tên mặc họa hiện tại, liền tăng thêm một mục mới. Trận sư nhị phẩm sơ giai. Dưới điều mục này, sẽ có một chút thuyết minh, ghi chép vẽ bao nhiêu trận pháp, tiếp nhận bao nhiêu nhiệm vụ, lại hoàn thành như thế nào vân vân. Đây xem như là ghi chép công huân. Cũng coi như là một loại chứng minh tư lịch. Nhưng dưới điều mục trận sư nhị phẩm sơ giai của mặc họa bây giờ, trống rỗng. Bởi vì cho đến tận bây giờ, hắn còn chưa nhận được bất kỳ một nhiệm vụ trận pháp nhị phẩm nào từ trong thái hư lệnh, chưa từng vẽ qua một bộ trận pháp nhị phẩm, cho nên điều mục này đương nhiên là trống không. Nói cách khác, hắn xem như là một người mới. Cho nên trận pháp của người khác, bình thường đều sẽ không tìm hắn vẽ. Mặc họa chỉ có thể không ngừng hạ thấp yêu cầu, từ nhị phẩm thập tam văn, đến nhị phẩm thập nhị văn, lại đến nhị phẩm thập nhất văn. Nhưng hắn, tư lịch cạn, vẫn không có người đồng ý giao nhiệm vụ cho hắn. Mặc họa không phục, kiên nhẫn xin. Cuối cùng, sau khi xin được gần 30 lần, cuối cùng cũng thành công nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Trận pháp nhị phẩm thập văn, trận hoa hỏa. Mặc họa thở dài. Nhị phẩm thập văn, thật sự quá thấp kém. Nhưng không có cách nào, vạn sự khởi đầu nan. Không tích nửa bước thì không thể đi ngàn dặm, không vẽ từ trận pháp cấp thấp, tích lũy, từ cách lịch, người khác cũng sẽ không đem trận pháp cao cấp hơn giao cho mình vẽ. Mặc họa thả lỏng tâm tình, bắt đầu tính tâm, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ nhị phẩm trận pháp đầu tiên của mình ở trong thái hư môn. Mặc họa đi công huân các trước, tìm công huân trưởng lão, muốn tài liệu trận pháp nhị phẩm. Công huân trưởng lão đối với đệ tử khác, đều là một bộ công sự, duy chỉ có nhìn thấy mặc họa, mỗi lần cảm thấy kỳ lạ, sẽ kìm lòng không được, lưu ý thêm một chút. Hắn liếc mắt nhìn thái hư lệnh của mặc họa, kỳ quái nói. Ngươi bây giờ, có thể tiếp được trận pháp nhị phẩm sơ giai. Mặc họa gật gật đầu, trong lòng lại nói. Ta đã sớm có thể tiếp đón rồi. Không chỉ là nhị phẩm sơ giai, nhị phẩm trung giai trận pháp, ta cũng có thể tiếp. Chẳng qua là các ngươi không cho ta đi mà thôi. Đối với chuyện mình muốn, buông bỏ tư thái, hàng tôn quý, vẽ ra chỉ là trận pháp nhị phẩm thập văn, trong lòng mặc họa vẫn có một chút để ý. Công huân trưởng lão lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quá ghê gớm. Cho dù là thái hư môn, không thiếu thiên tài trận pháp, nhưng có thể vừa nhập môn không lâu, liền bắt đầu nhận nhiệm vụ nhị phẩm trận pháp, dù chỉ là 10 văn, cũng không dễ dàng. Huống chi, mặc họa tuổi không lớn lắm, nhìn càng là mặt non. Nhưng mà, không đúng. Công huân trưởng lão lại cau mày nói, ngươi không có định phẩm. Trận sư khảo hạch định phẩm, cũng coi là đại sự. Đối với tông môn cũng có chỗ tốt, có thể tăng lên xếp hạng tông môn, tiến tới ảnh hưởng thái hư môn ở càn học châu giới, mấy đại linh khoáng chiếm định mức. Công huân trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Đệ tử trong tông môn, thông qua định phẩm trận sư, danh sách sẽ truyền đến công huân các, hắn có thể nhìn thấy, nhưng trong ấn tượng, hắn chưa thấy qua tên mặc họa. Bởi vì quyền hạn là tuân lão tiên sinh thay hắn sửa, eo mặc họa rất cứng, cho nên cũng không sợ người cha, cho dù trách tội, cũng là trách tội tuân lão tiên sinh trước. Mặc họa liền thành thật nói, không có. Vậy ngươi đây, công huân trưởng lão nhíu mày,
bỗng nhiên sửng sốt, hỏi, lại là Tuân lão tiên sinh, mở cửa sau cho ngươi. Mạc Hòa gật đầu, đúng vậy. Công huân trưởng lão thở dài. Vô pháp vô thiên, môn quy cũng không để ý, loại chuyện này cũng có thể tùy tiện sửa đổi. Nhưng người được sửa lại là Tuân lão tiên sinh. Lại rất khó nói, cái này đến cùng có phải phù hợp môn quy hay không. Công huân trưởng lão không có cách nào, chỉ có thể thầm oán trách Tuân lão tiên sinh quá bất công, đối với đứa nhỏ này cũng quá mức dung túng. Không có định phẩm, trước hết đưa danh hiệu cho hắn, để hắn tiếp nhiệm vụ nhị phẩm. Dục tốc bất đạt, như vậy đối với đứa nhỏ này mà nói, tất nhiên là có hại mà không có lợi. Trong lòng công huân trưởng lão không nhịn được oán thầm. Mạc Hòa yên lặng nhìn hắn hồi lâu, nhỏ giọng hỏi, trưởng lão, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Mau làm vật liệu trận pháp cho ta. Sao còn nói là kém? Lúc này công huân trưởng lão mới lấy lại tinh thần, do dự một chút, vẫn là thở dài, đưa bút mực trận đồ mà Mạc Hòa muốn cho hắn, thầm nghĩ. Thôi, dự định của Tuân lão tiên sinh, bản thân không xen vào. Nhưng nhị phẩm trận pháp, cũng không phải dễ vẽ như vậy. Không có định phẩm, liền nhận nhiệm vụ nhị phẩm trận pháp, nếu như lực không đủ, sớm muộn sẽ chọc ra cái sọt. Hy vọng đứa nhỏ này đừng không hoàn thành nhiệm vụ, làm ra trò cười. Bất quá hắn nghĩ lại, tuổi trẻ khí thịnh, ăn chút đau khổ cũng là chuyện tốt, có thể ma luyện tính tình, cho hắn biết, trận pháp không có đơn giản như vậy. Vừa nghĩ đến đây, công huân trưởng lão liền yên tâm. Mạc Hòa cầm tài liệu, trở về liền bắt tay vẽ. Hoa hỏa trận nhất phẩm, hắn nhắm mắt cũng có thể vẽ ra. Nhưng hoa hỏa trận này, tựa hồ lại có chút không giống, trận văn sửa đổi, tăng thêm một chút biến thức, tuy đơn giản thô ráp, có thể thấy được người cải biến trận pháp, trình độ không cao, nhưng lại rõ ràng rất dụng tâm. Dựa theo ghi chú giải thích, cái hoa hỏa trận này, là đặt ở trên hoa đăng. Lúc hoa đăng lên trời, kích hoạt trận pháp, hoa lửa sáng chói, như thiên thủ vạn thụ, hoa lê nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Đồng thời trên đó còn có chữ viết, là một ít thơ tình. Mạc Hòa liền hiểu, đây là hoa đăng tông môn không biết là nam đệ tử nào, dùng để theo đuổi nữ đệ tử, cố ý thiết kế. Mạc Hòa hừ một tiếng, chơi còn rất hoa. Loại trận pháp này, là trận pháp nhị phẩm nhập môn, bình thường không ai dùng, trận sư nhị phẩm định phẩm, cũng khinh thường đi vẽ, kiếm 7-8 điểm công huân này. Mạc Hòa cũng khinh thường. Nhưng bất đắc dĩ chính là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn không thể không bắt đầu vẽ từ trận pháp thấp nhất. Cũng may loại trận pháp này, thực sự quá đơn giản, Mạc Hòa bỏ ra thời gian học chút, rất nhanh liền vẽ xong, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc chàng vạng tối, hắn liền giao trận pháp cho công huân các. Công huân trưởng lão thấy Mạc Hòa, rõ ràng sừng sốt, lo lắng nói, thế nào, Mạc Hòa thất thủ. Nhanh như vậy đã trở lại. Là vẽ sai, một lần nữa muốn giấy mực. Cũng không có khả năng, chỉ một chút thời gian như vậy, liền vẽ xong rồi. Mạc Hòa có chút im lặng, trưởng lão, ngài không thể nhớ kỹ lời ta nói sao. Trận pháp nhị phẩm thập văn mà thôi. Mạc Hòa không thể tưởng được, mình lại thất thủ như thế. Trừ phi mình uống rượu trái cây uống say. Nhưng rượu trái cây rất ít, hắn cũng uống không say. Ta vẽ xong rồi. Quầy có hơi cao, Mạc Hòa nhón chân, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Công huân trưởng lão thần sắc kinh ngạc. Vẽ xong rồi. Hắn mở túi chữ vật mà Mạc Hòa đưa lên ra, nhìn trận pháp bên trong, phát hiện thật sự không kém chút nào, hơn nữa bút tích đoan trang, trận văn đẹp đẽ, hiển nhiên cực kỳ dụng tâm, không giống như là qua loa lấy lệ, tiện tay vẽ ra. Công huân trưởng lão nghi ngờ nhìn Mạc Hòa, đây là tự ngươi vẽ. Không phải. Mạc Hòa lắc đầu, là ta tốn công huân, thuê một ít sư huynh, sư tỷ vẽ giúp ta. Công huân trưởng lão ngẩn ra, hắn còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Mạc Hòa nói có phải thật hay không. Sau đó mới phản ứng lại, rốt cục không nhịn được, vuốt vuốt tóc Mạc Hòa. Ngươi thằng nhóc này, lấy ta ra tìm vui vẻ đúng không? Mạc Hòa ôm đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta không phải sợ ta nghiêm túc nói, ngài không tin sao? Công huân trưởng lão tức giận, chỉ ngươi mới tâm nhãn nhiều. Mạc Hòa hắc hắc cười cười. Công huân trưởng lão xác minh trận pháp, sau đó phát công huân hoa hỏa trận cho Mạc Hòa. Không nhiều lắm, cũng chỉ 9 giờ. Bởi vì hoa hỏa trận tuy là nhị phẩm trận pháp, dù sao cũng quá đơn giản. Nhưng cuối cùng cũng coi như mở đầu tốt. Sau khi vẽ xong, tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ trận pháp trong thái hư lệnh. Từ 11 văn đến 13 văn, hắn đều muốn tiếp, nhưng người khác đều không đồng ý, không có cách nào, Mạc Hòa vẫn chỉ có thể chọn trận pháp 10 văn.
Khiến cho Mạc Hỏa kỳ quái chính là, trong công huân bỗng nhiên lại toát ra mấy cái nhiệm vụ nhị phẩm 10 văn hoa hỏa trận. Tựa hồ là phóng hoa đăng, truy cầu nữ đệ tử ngưỡng mộ trong lòng chiêu này có hiệu quả, đưa tới không ít nam đệ tử noi theo. Thậm chí còn có nữ đệ tử noi theo, đi đưa cho sư huynh sư đệ. Mạc Hỏa lắc đầu, toàn bộ đều vui vẻ nhận. Hắn vẽ rất nhanh, vẽ còn tốt, cho nên rất nhanh, liền có một ít đệ tử thông qua thái hư lệnh liên hệ hắn, mời hắn hỗ trợ vẽ hoa hỏa trận. Mạc Hỏa cũng không cự tuyệt ai, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi oán thầm. Những đệ tử này, không lo tu hành, cả ngày nghĩ đến những nữ nhi tình trường này, quá không có tiền đồ. Đồng thời cũng yên lặng khinh bỉ bọn họ, hoa đăng thiết kế quá kém, hàm lượng kỹ thuật quá thấp. Cũng chính là tiểu sư tỷ không ở bên cạnh, bằng không mình khẳng định sẽ làm một cái hoa đăng thật to, rực rỡ tươi đẹp cho tiểu sư tỷ, để bọn hắn đều được mở mang kiến thức. Cứ như vậy, 10 văn hoa hỏa trận của Mạc Hỏa càng vẽ càng nhiều. Bởi vì vẽ rất tốt, kiểu dáng nhiều, một ít đệ tử liền thêm một ít nhu cầu, thí dụ như dùng trận văn, biểu hiện một ít văn tự năm màu. Những văn tự này, tựa hồ dùng từ văn tăng thêm, mật, tương đối mịt mờ, đơn thuần từ trên trận văn nhìn không ra, đoán chừng là sợ bị người biết. Nhưng chút thủ đoạn này, căn bản không thể gạt được Mạc Hỏa. Mạc Hỏa cũng không cần thôi diễn, đơn thuần, đọc trận văn, liền có thể biết, bọn họ muốn lưu lại văn tự gì. Cái gì mà, tình cảm lâu dài, thiên trường địa cửu, cái gì mà, cùng con giai lão, cái gì mà, nguyện mang theo quân như tóc đen, không hận không hối không hồi đầu. Còn có một chút thổ khí, cùng khanh cùng bạch thủ, thế gian không uổng công đi. Mạc Hỏa xấu hổ không chịu được. Nhưng hắn cũng nhớ kỹ những hoa ngôn xảo ngữ này, nghĩ tương lai có một ngày nào đó, có lẽ mình có thể sử dụng được. Trận pháp 10 văn được vẽ hơn nửa tháng, Mạc Hỏa tích góp hơn 200 điểm công huân. Tư lịch của nhị phẩm sơ giai trận sư của hắn, cũng coi như có nền tảng, thuyết minh phía dưới danh mục, cũng phong phú hơn chút. Cuối cùng cũng có nhiệm vụ 11 văn có thể nhận. Mạc Hỏa vui vẻ không thôi. Trận pháp 11 văn vốn cũng không khó. Sau khi Mạc Hỏa nhận lấy, cũng rất nhanh liền vẽ xong, vừa nhanh vừa tốt. Sau đó có mùng 1, liền có 15, lục tục liền có đệ tử khác, tiếp nhận nhiệm vụ của hắn, ẩn cầu. 10 văn, 11 văn cũng có. Tựa như đá vụn rơi vào đầm sâu, tóe lên điểm điểm gợn sóng. Danh hiệu trận sư của Mạc Hỏa, ở trong đám đệ tử của Thái Hư Lệnh, cũng chậm rãi nổi tiếng hơn một chút. Có đệ tử bắt đầu tán thành, tạo nghệ trận pháp của Mạc Hỏa. Còn có một số đệ tử, sẽ cố ý, mời, Mạc Hỏa, tiếp nhiệm vụ treo giải thưởng của bọn họ. Mạc Hỏa rất hài lòng, cảm thấy những người này, không hổ là đồng môn sư huynh sư tỷ của mình, hoàn toàn chính xác rất tinh mắt. Lúc tuần hưu, Mạc Hỏa vẫn cùng Mộ Dung sư tỷ lăn lộn nhiệm vụ. Ngày thường, hắn tiếp tục làm nhiệm vụ trận pháp. Nhiệm vụ trận pháp của hắn càng làm càng nhiều, lý lịch trên danh mục cũng càng ngày càng dày, độ khó nhiệm vụ trận pháp cũng gia tăng từng chút một. Từ 10 văn đến 11 văn, tiếp theo đến 12 văn, cuối cùng đến 13 văn. 13 văn là trận pháp nhị phẩm sơ giai, khó khăn nhất. Dù vậy, Mạc Hỏa cũng chưa bao giờ thất thủ, thậm chí so với một số trận sư định phẩm, vẽ còn tốt hơn. Dần dần, Mạc Hỏa cũng coi như có chút danh tiếng. Một ít đệ tử, mời, hắn vẽ trận pháp, không biết thân phận cụ thể của hắn, còn có thể tôn xưng hắn một tiếng, Mạc sư huynh, trong lời nói, 10 phần khách khí. Có khi Mạc Hỏa không rảnh, bọn họ còn cố ý chờ Mạc Hỏa. Vì để cho Mạc Hỏa tự tay vẽ trận pháp thay bọn họ còn có thể cố ý thêm công huân, không tính là nhiều, bình thường cũng chỉ có mấy điểm, nhưng công huân tuy ít, lại là một loại tán thành. Mạc Hỏa sau khi nghe ngóng mới biết được có một số nhị phẩm trận sư nhận đơn, là túi ngoài. Bọn họ nhận nhiệm vụ trước, vẽ không hết thì thuê một ít tuy không định phẩm, nhưng có khoảng 11-12 sư đệ sư muội có thực lực trận pháp vẽ giúp hắn. Sau đó lấy được công huân, lại theo tỷ lệ chia. Cho nên mới có người thêm công huân, mời Mạc Hỏa tự tay vẽ. Sợ là Mạc Hỏa, sau khi nhận nhiệm vụ, lại úi tiền bên ngoài cho người khác. Mạc Hỏa lắc đầu. Làm nhiệm vụ trận pháp, cũng tương đương người khác cung cấp bút mực, luyện tập trận pháp cho hắn. Chính hắn còn ngại không đủ, làm sao còn vẽ cho người khác. Từ 10 văn, mãi cho đến 13 văn. Công huân trưởng lão công huân các, tất cả đều nhìn ở trong mắt. Chờ hắn tận mắt nhìn thấy Mạc Hỏa, lấy một phần giấy mực trận pháp 13 văn, mà ngày kế tiếp, liền vẽ ra phần trận pháp này, hoàn mỹ không sứt mẻ, giao vào trong tay hắn. Sắc mặt công huân trưởng lão liền thay đổi. Hắn nhìn Mạc Hỏa, mí mắt không nhìn được rung động.
Lúc này hắn mới ý thức được, Mặc Họa nhìn thì nhu thuận, nhưng cũng không có gì thu hút, lại thật sự là trận sư nhị phẩm sơ giai hàng thật giá thật. Trúc cơ sơ kỳ, nhị phẩm sơ giai trận sư. Trong lòng Công Huân trưởng lão thầm thán phục. Khó trách Tuân lão tiên sinh lại coi trọng đứa nhỏ này như vậy, thậm chí không tiếc đi cửa sau, cho hắn quyền hạn. Có thiên phú trận pháp kinh người như thế, hoàn toàn chính xác đáng giá bồi dưỡng. Hơn nữa không kiêu không nóng nảy, làm nhiệm vụ cũng rất dụng công. Tuy nói là đi cửa sau, mở quyền hạn, nhưng trận pháp đều là chính hắn vẽ, điểm công lao cũng đều là chính hắn kiếm. Công Huân trưởng lão gật đầu, thái độ đối với Mặc Hỏa càng thêm hòa ái, ánh mắt nhìn về phía Mặc Hỏa cũng càng ngày càng thưởng thức. Thậm chí có lúc, một ít thủ tục rườm rà, hắn cũng trực tiếp miễn cho Mặc Hỏa. Mặc Hỏa tiếp nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ cũng càng thêm thuận tiện. Mà trận pháp 13 văn, bình thường mà nói, một lần làm nhiệm vụ có thể được khoảng 20 công huân. Loại nhiệm vụ này, cũng không phải thường có, nhưng chỉ cần có, Mặc Hỏa trong vòng nửa ngày liền có thể hoàn thành, bởi vậy công huân của hắn, nước lên thì thuyền lên, càng tích lũy càng nhiều. Mặc Hỏa tích góp công huân, lại đổi thật nhiều bộ trận pháp 16 văn. Hiện tại công huân của hắn nhiều, không sai biệt lắm đủ để hắn tự cấp tự túc, đi học các loại trận pháp bát quái mà Thái Hư Môn thu nhận, thậm chí còn có không ít lợi nhuận. Trận pháp của Mặc Hỏa cũng càng ngày càng nhiều, thần thức của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Mà bởi vì tội tu bắt càng ngày càng nhiều, pháp thuật thu được cũng không ít, Mặc Hỏa chọn lựa, cũng mới học không ít pháp thuật. Giống như là kim nhận thuật, mộc độc thuật, lưu sa thuật, vân vân. Những pháp thuật này, phẩm loại đều là hạ thừa, nhưng lại đều là châu giới cần học, một số pháp thuật tông môn chân tàng, đi thô lấy tinh, đi giả tồn chân, tất cả đều là tinh yếu của pháp thuật. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, lại là truyền thừa thập phần thượng thừa. Hơn nữa, bởi vì là pháp thuật hạ thừa, Mặc Hỏa cũng có thể yên tâm lớn mật dùng, không cần sợ bị người tìm phiền toái. Vấn đề duy nhất là, những pháp thuật này, uy lực đều không lớn. Thậm chí, không sánh bằng hỏa cầu thuật ban đầu của Mặc Hỏa. Pháp thuật cấp thấp, vốn không lấy uy lực tăng trưởng, điểm ấy Mặc Hỏa cũng biết, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng. Hiện tại, dường như hắn cũng không có sát chiêu có uy lực lớn gì. Loại đại trận băng giải này, quá mức phiền phức, uy lực quá lớn, hạn chế quá nhiều, quá mức gây chú ý, căn bản không thể coi như thủ đoạn sát phạt thông thường. Thần thức ngự mặc, bày ra sát trận. Muốn tìm cơ hội, phải xuất kỳ bất ý, phải dụng tâm thiết kế, xuất thủ dù sao vẫn là chậm một chút. Hơn nữa loại thủ pháp bày trận này, hết sức đặc thù, quá chói mắt, không đủ điệu thấp. Bày trận còn phải tốn linh mực, đốt linh thạch. Thỉnh thoảng dùng còn tốt, thường xuyên dùng, mình liền sẽ phá sản. Tốt nhất là có thể học một môn pháp thuật, uy lực không tầm thường, phẩm giai không thể cao, linh lực tiêu hao không thể quá lớn, thi pháp phải nhanh, nếu có thể thấy ánh sáng, không sợ biểu hiện ra trước mặt người khác. Mặc Hỏa suy nghĩ rất lâu, cũng không có đầu mối gì. Chạng vạng tối một ngày nọ, Mặc Hỏa cơm nước xong xuôi, cùng Du Nhi nằm trên đồng cỏ, nhìn ánh nắng chiều chói lọi như vẩy mực trên núi Thái Hư. Mặc Hỏa còn đang suy nghĩ chuyện pháp thuật. Bất chi bất giác, sắc trời dần tối, dáng chiều ảm đạm, mặt trời xuống núi. Thu liễm tất cả ánh sáng, chìm vào dưới mặt trời, trong nháy mắt cuối cùng, tựa như có vạn đạo hỏa quang đan xen trong đó, hào quang đột nhiên sáng ngời, sau đó trở về ảm đạm. Ánh lửa, đan xen, tịch dương. Mí mắt Mặc Hỏa giật giật, một đoạn ký ức phủ đầy bụi bỗng nhiên hiện ra trong đầu. Đó là lúc Vân Du, bên cạnh phi thủy, mình thỉnh giáo Khôi Gia Gia pháp thuật. Khôi Gia Gia mở bàn tay ra, một hỏa cầu hiện lên. Hỏa cầu hiện ra màu đỏ nhạt, sau đó theo thần thức dẫn dắt, linh lực áp xúc vào phía trong, ngưng tụ thành một đạo hỏa ti đỏ thẫm. Hỏa ti ẩn chứa linh lực kinh người, lơ lửng giữa không trung. Sau đó trong lòng bàn tay Khôi Gia Gia lại sinh ra một quả cầu lửa, lại ngưng tụ quả cầu lửa thành tia lửa. Sau đó lại ngưng tụ hỏa cầu thành tia lửa. Cứ như vậy 10 hiệp, trong lòng bàn tay Khôi Gia Gia không còn hỏa cầu nữa mà xuất hiện hơn 10 tia lửa đỏ thẫm, nóng rực kinh người. Cuối cùng những hỏa ti này quấn quanh cùng một chỗ, ngưng tụ thành một hỏa cầu nhỏ. Hỏa cầu thuật này, linh ti quấn quanh, thay vì nói là hỏa cầu, càng giống như là hỏa diễm bện thành sợi linh lực. Áp xúc nhiều lần, linh lực trọng cấu. Nhìn như là hỏa cầu thuật đơn giản, nhưng lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Khôi Gia Gia tiện tay vung lên, hỏa cầu này liền nhanh chóng bay ra, rơi vào trong sông, mặt sông lập tức sôi trào lên. Một con sông lớn, mặt hồ lớn như vậy bị hỏa cầu thuật nho nhỏ làm cho bốc hơi lên một cái hố to. Hơi nước xung quanh hình thành mây mù, hơi nóng bốc lên. Sau một lát,
nước sông chảy ngược. Trên mặt sông vốn bình tĩnh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hình ảnh này càng không ngừng hiện lại trong đầu Mặc Họa. Cùng lúc đó, bên tai lại vang lên lời nói của Khôi Gia Gia, nguyên lý pháp thuật phức tạp thường thường giấu ở trong sự vật đơn giản nhất, bình thường nhất. Nhiều lần áp xúc, linh lực trọng cấu, ngưng tụ thành hỏa cầu, ẩn chứa uy năng to lớn. Mặc Họa trong lòng khiếp sợ. Rốt cuộc là hỏa cầu thuật gì? Hỏa cầu thuật của Khôi lão hiện lên trước mắt. Mặc Họa yên lặng trầm tư. Mượn thần thức, một cái tiếp theo một cái, áp xúc hỏa cầu thuật, ngưng tụ thành sợi tơ, lấy hình thức dệt khảm, tiến hành trùng cấu, trong không gian có hạn, cô đọng tổ hợp thành hỏa cầu thuật thức mới, phóng xuất ra uy năng cực kỳ cường đại. Đây cũng là thuật lý cao thâm Khôi Gia Gia biểu hiện ra, ẩn chứa ở trong sự vật bình thường. Trải qua biến hóa phức tạp, hỏa cầu thuật đơn giản cũng có thể sinh ra dị biến, diễn sinh ra lực sát thương cường đại. Có chút giống trận pháp, nhưng hình thức cụ thể lại có chút khác biệt. Dù sao pháp thuật vẫn không giống với trận pháp. Mặc Họa còn chưa tới cảnh giới vạn pháp khác đường, đại đạo đồng quy phản pháp quy chân, trong nhận thức tu đạo của hắn bây giờ, hai thứ này vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà, loại hỏa cầu thuật này, làm sao mới có thể tu luyện ra được? Áp xúc, trọng cấu. Hỏa cầu thuật cường đại. Mặc Họa trong lòng có chút tâm lý, nhưng liên quan đến thuật thức cụ thể, vẫn không hiểu ra sao, cảm thấy suy nghĩ không thấu. Hắn nhìn nơi mặt trời chiều xuống núi, suy nghĩ xuất thần. Tiểu Du Nhi ở bên cạnh, đã sớm làm xong bài tập, liền lăn lộn trên bãi cỏ mềm mại, chơi chán rồi, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Mặc Họa cau mày, không biết đang suy tư cái gì. Du Nhi có chút ngây thơ, nhưng cũng không quấy rầy Mặc Họa, nhu thuận nằm ở một bên. Mặt trời chiều triệt để xuống núi, bỗng nhiên sắc trời tối sầm lại. Bóng đêm đen kịt bao phủ xuống. Du Nhi theo thói quen run rẩy một chút, trong ánh mắt lưu lại bất an cùng sợ hãi. Đây là lúc đêm khuya, trong ác mộng vô biên, bản năng còn sót lại, là sợ hãi đối với bóng tối cùng đêm tối. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Nhi nhăn lại, ôm đầu gối, run lẩy bẩy. Dường như trong bóng tối xung quanh có vô số yêu ma thèm nhỏ dãi, có vô số tà ma không biết. Du Nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Chẳng biết lúc nào, một bàn tay ấm áp, sờ lên trên đầu Du Nhi. Du Nhi ngẩng đầu, liền thấy Mặc Họa ánh mắt ôn hòa mà nhìn mình. Trời tối rồi, trở về đi. Du Nhi ngẩn ra, sau đó lộ ra nụ cười an tâm. Cứ như vậy, Mặc Họa dắt Du Nhi, dọc theo đường núi hẹp, trong bóng đêm dần dần sâu thẳm, đi về phía đệ tử ánh đèn vàng ấm. Du Nhi bị Mặc Họa nắm tay nhỏ bé, đi theo sau lưng Mặc Họa, đột nhiên cảm giác được, trong tứ chi bách hài, lại sinh ra dũng khí, có thể xua tan hết thảy bất an cùng sợ hãi. Đêm tối cũng tốt, yêu ma cũng được, không có gì đáng giá sợ hãi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Nhi chậm rãi nở ra nụ cười vui vẻ. Trở lại phía sau đệ tử, Mặc Họa lại bồi Du Nhi một hồi, đợi Du Nhi ngủ xong, dành thời gian vẽ mấy bộ trận pháp, sau đó liền lại bắt đầu cân nhắc chuyện thuật hỏa cầu. Nếu như trong ngũ hành pháp thuật chỉ chọn một môn pháp thuật loại công kích, vậy hắn nhất định chọn hỏa cầu thuật. Dù sao hỏa cầu thuật bồi mình rất lâu, mình phải toàn tâm toàn ý, không thể thay lòng đổi dạ. Dù tương lai mình học kiếm pháp, học ngự kiếm, thậm chí học thần niệm hóa kiếm, cũng nhất định không thể có mới nới cũ, ném đi hỏa cầu thuật. Phải tu luyện hỏa cầu thuật đến cực hạn. Mình không chỉ muốn làm pháp thuật đại sư, còn muốn làm hỏa cầu đại sư. Huống chi, kiếm pháp cũng tốt, thần niệm hóa kiếm cũng được, đều còn xa vời, trước mắt có thể ỷ lại, vẫn là chỉ có hỏa cầu thuật. Mặc Họa hồi tưởng lại hỏa cầu thuật mà Khôi lão biểu diễn, suy nghĩ lại từng lần một nhưng vẫn không có tiến triển gì. Pháp thuật không giống trận pháp. Trận pháp hắn có đạo bia, có thể không ngừng luyện tập, không ngừng thôi diễn. Nhưng pháp thuật thì không được. Mặc Họa suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn phải tìm một chỗ, tự mình ra tay, thử nghiệm các loại biến hóa của hỏa cầu thuật. Ngày hôm sau, Mặc Họa dành thời gian đi đến đạo pháp thất. Đạo pháp thất, tên như ý nghĩa, ngoại trừ truyền thụ đạo pháp ra, cũng có phòng chuyên môn, cung cấp cho đệ tử tự hành tu hành pháp thuật. Trong phòng có trận pháp, là dùng để phòng hộ. Trong phòng còn có một cái pháp thuật con rối, là dùng để đệ tử luyện tập pháp thuật, cũng khảo thí uy lực pháp thuật. Bên ngoài phòng đạo pháp, còn có đan sư tọa chấn. Một khi có đệ tử tu luyện pháp thuật bị tẩu hỏa, làm bị thương chính mình, loại thời điểm này, đan sư sẽ xuất mã, lấy linh dược trị liệu, hoặc dùng đan dược cố bản, để tránh thương thế của đệ tử chuyển biến xấu. Loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Dù sao loại chuyện tu hành này, ai cũng khó đảm bảo không phạm sai lầm.
Từ sau khi truy bắt tội tu, giao nộp truyền thừa, Mặc Hỏa ngẫu nhiên cũng sẽ thuê đảo pháp thất, dùng để tu hành pháp thuật. Thần thức của hắn mạnh, pháp thuật khống chế cũng cực kỳ nghiêm cẩn, cho đến tận bây giờ, còn chưa từng thất thủ, càng chưa từng bị pháp thuật của mình nổ thương qua. Mặc Hỏa trừng mắt nhìn, không nghĩ ra tình huống gì, mình sẽ bị pháp thuật của mình nổ thương. Thuê đảo pháp thất, cần một ít linh thạch, còn cần hướng đảo pháp trưởng lão đăng ký. Mặc Hỏa tương đối quen thuộc với đảo pháp trưởng lão. Mặc dù thành tích đạo pháp của hắn chỉ có bính, nhưng đây là bởi vì linh căn của hắn có hạn, không học được pháp thuật thượng thừa, không có cách nào. Hết tập 40.